Ăn no rồi lại béo. Ăn no rồi lại béo. Hello, em xin chào tất cả mọi người, xin chào tất cả các chị nha. Hello tất cả chị, hôm nay em lên muộn chút xíu nhá mọi người nhá. Hôm nay em lên muộn chút xíu ạ. Xin chào chị Khánh Hạnh ạ, à. Xin chào chị Đặng Ngọc Thuận, xin chào chị Quỳnh Bùi, xin chào chị Hiền Nguyễn ạ, à. Xin chào chị Phượng Dâu Tây. Em chào chị Dương Liên nhá, mọi người lên đi nào. Mọi người lên comment cho em biết nhá, những ai đang xem livestream comment cho em biết. Em chào chị Vi Ngọc Anh ạ, à. Chào chị Hoàng Yến nha. Chào tất cả những tình yêu đang xem livestream của em ạ. Chị nào đang xem livestream comment cho em biết nha mọi người nhá. Chị nào đang xem livestream comment cho em biết ạ. Chào cho cô vui à, chào chị Thanh Trúc nha. Chào chị Hằng Đỗ nhá. Đấy vẫn chưa gửi bài cho cô vui. Nào mọi người chia sẻ mạnh lên cho em nhá. Chào chị Kim Thoa Đặng nhá. Nhận được hàng em gửi cho tình yêu ơi. Chào chị Hợi Hà à, chào cô Hợi nhá. Mọi người chia sẻ mạnh lên cho em nào. Các chị chia sẻ mạnh lên cho em nhá. Mọi người vào đi ạ. Tiếp tục xả lô áo phông váy áo kiểu 5x 6x nhá mọi người nhá. Tiếp tục xả lô váy và lô phông áo kiểu maxi các kiểu nhá. Để em gửi cái váy nhỉ. Nào mọi người chia sẻ mạnh lên cho em nào. Chào chị Phượng Dâu Tây ạ. Mọi người chia sẻ mạnh lên nhá. Tiếp tục xả lô váy áo phông 5x 6x nhá mọi người nhá. Chia sẻ mạnh lên cho em nhá. À, váy bạn đang mặc với váy vàng trễ vai với cái màu đỏ sau bao nhiêu vậy? À, em sẽ bán từng mẫu một nhá. Váy vàng em đang mặc này đang sale là 99k đấy nhá mọi người nhá. 99k có cả màu này nữa này. Hoa đỏ và hoa vàng này các chị này. Hoa đỏ và hoa vàng sale 99k nhá. Mã này các chị tầm khoảng 55 56 cân quay đầu nhá. Siêu xinh luôn. À 55 cân thôi. Mã này tầm khoảng 55 56 cân. Đây. Siêu xinh luôn này các chị này. Chỉ với 99k thôi nhá. Còn mã vàng phía sau là còn em có nhiều mã lắm. Em cứ bán mã này trước cho mọi người này. Em bán mã này trước cho mọi người nhá. Mã này em có mấy màu nữa cơ. Đây có cả màu này. Đâu này đây. Hết luôn. Đây em bán cái mã này trước cho mọi người này. 99k dành cho các chị chia sẻ livestream này. 99k dành cho chị nào chia sẻ livestream 3 lần nhá. Mã này từ 40 cân đến khoảng 55 56 cân mặc vừa này. Có 3 màu nhá, hoa màu vàng, hoa màu trắng và hoa màu đen. Chị nào lấy thì comment cho em này. Hoa màu vàng, hoa màu trắng và hoa màu đen nhá. Mã này rất là xinh luôn. Đây, chất von mềm đẹp này các chị này. Cái này các chị mà không bệt vai được này. Đấy mà không bệt vai được nhá. Cái này các chị mặc đi biển đi chơi rất là mềm mại luôn. Nào lên mã này 99k nào. Chị nào lấy đi comment nhé. Comment màu kèm số điện thoại cho em nhá. Màu kèm số điện thoại. À, có kiểu váy hoa nào ngắn không em? Váy hoa ngắn em có nhé. Em like từng mã một cho mọi người nhá. Mọi người chia sẻ nhiệt tình lên cho em nào. Váy này vừa mới về luôn này. Mã mới nhá 99k này. Chị nào lấy comment nhá. Comment nhá từ 40 cân đến khoảng 55 cân nhá. Từ 40 cân đến 55 cân là đẹp này. Hoa màu đen này mặc lên cũng rất là tôn da luôn. Màu đen, màu vàng và màu trắng chị nào lấy thì chốt cho em nhá. Chỉ với giá 99k dành cho các chị chia sẻ livestream nhá. Chia sẻ livestream ạ. Nào chị nào chốt mã này không này, mã này quá xinh luôn này các chị này. Mã này quá xinh nhá, màu vàng rất là đẹp luôn. Đây màu vàng rất đẹp này. Đấy, mặc trễ vai cũng được này. Nào có chị nào chốt mã này thì nhanh tay comment nhá. Mỗi màu em chỉ có một chiếc duy nhất thôi nhá. Mỗi màu chỉ còn một chiếc duy nhất, các chị comment nhanh tay lên nào. Comment nhanh tay nhá mọi người nhá, mỗi màu chỉ còn một chiếc thôi nè. Có chị nào chốt mã này không nào? Chị nào chốt mã này thì comment nào. Ở chất von lụa nhá mọi người nhá, chất von lụa. Đây chất von lụa này chất rất là mềm đẹp luôn. Em màu tuyên quang nhá. Nào chị nào chốt mã này thì comment cho em nhá. Mọi người chia sẻ nhiệt tình lên đi ạ.
Mọi người chia sẻ nhiệt tình lên cho em nào. Tí nữa em sẽ xả lô áo nha, 5x, 6x nha mọi người nhá. Xả lô áo phông, áo kiểu 5x, 6x. Mọi người chia sẻ thật nhiệt tình lên cho em. Chị nào chốt mã này thì comment nhá. Màu trắng này, màu vàng nghe đang mặc và màu đen nhá. Rồi ok, chốt hoa đen cho chị Thủy Dương này. Quá đẹp luôn. Chỉ với giá 99k thôi. Đây em còn hai màu này. Em còn hai màu, chị nào chốt mã này không này. Quá xinh luôn, đảm bảo đẹp luôn này các chị nhá. Chất von đẹp. Đây em để gần cho mọi người xem cái chất von của nó nhá. Chất von bao đẹp luôn. Đấy, quá đẹp luôn nhá. Màu vàng nghe đang mặc này. Lên da tôn da cực kỳ luôn. Màu trắng nhá, maxi nhá, dáng maxi dài nhá, dài qua gối luôn này. Dài qua gối nhá các chị nhá. Ai chốt mã này thì comment nhá, chỉ với giá 99k thôi để em chuyển qua mã khác. Chuyển qua mã khác nhá mọi người nhá, có ai chốt mã này thì comment cho em biết nhá. Đây còn một kiểu nữa này. Một kiểu nữa này là bệt vai này. Bệt vai nhá, hoa màu hồng nhá mọi người nhá. Hoa màu hồng nhá, cũng giá 99k thôi. Đây kiểu này là kiểu bệt vai này. Cái này cắt đi được không chị Quyên, em mà mặc chắc dài. Bao linh chắc là thím bao ấy. Bao linh mặc dài đấy. Cái này dài đấy. Cái này dáng dài kiểu dáng maxi ấy tím. À, đang có bầu hay sao em mặc được? Có bầu thì mặc lên được. Đây em có cả màu hoa này nữa nhá. Màu hoa này nhìn rất là nhẹ nhàng. Đây màu này ngắn hơn này tím này. Cái hoa màu hồng này ngắn hơn này. Đấy cái hoa màu hồng này ngắn hơn nhá. Rất là nhẹ nhàng luôn. Ai lấy thì comment cho em. Qua mẫu nha mọi người nhá, qua mã khác này. Mẹ lên cho con một cái người ven này. Với lại cái áo hoa kỳ đấy. Nó có kiểu ra một túi đen đằng sau rồi. Đây này. Đấy, em đang mặc bao nhiêu chị Nguyễn ơi? Váy Ly đang mặc là 99k nhá. Để cho con cái áo. Hàng đẹp phô linh. À ơi, có váy cấp tông em mặc được đấy. Rộng rãi, có cả váy bầu. Mọi người vào xem chia sẻ like giúp mình với nhá. Đúng rồi, vải von em ơi. Von lụa nhá, von lụa rất là mềm đẹp luôn. Chị Nguyễn phải con à, chị. Nào các chị chia sẻ nhiệt tình lên cho em nào các chị ơi. Mọi người chia sẻ nhiệt tình lên cho em để em đổi mã này. Đổi mã nhá các chị nhá. Ôi màu này mặc lên nhìn sáng ra tuấn cực kỳ luôn. Đây màu này mặc lên này các chị này. Ui tôn da đẹp cực kỳ luôn nhá. Mặc cái mã này nhá các chị đi làm công sở nhá. Có thể thả tay được này. Cái vai này nhá mọi người nhá. Thả ra nhá. Tay nếu mà các chị không thích quen nách ấy. Đây này mọi người này, em thả ra cho mọi người xem nhá. Tay thoải mái luôn. Đấy, đi làm công sở nhá. Thoải mái đây. Đấy, nó sẽ là có tay như thế này nhá các chị nhá. Nó sẽ là có tay như thế này. Thoải mái các chị đi làm công sở luôn. Rất là đẹp đấy. Không hề hở nhá mọi người nhá. Mã này nhà em công sở, khách công sở mua rất là nhiều. Em chuyển qua cái mã áo này này, rất là đẹp này. Đấy, bộ con nơ luôn. Nào mọi người chia sẻ nhiệt tình lên nhá. Em bán chân váy và áo sơ mi nhá mọi người nhá. Chân váy và áo sơ mi. Áo sơ mi siêu đẹp luôn. Cún ơi cô xem váy vàng lá kia. Đây, váy vàng lá dừa. Nào mọi người chia sẻ nhiệt tình nào. Bán chân váy và áo sơ mi nữa chị này. Chân váy ren nhá. Chân váy ren và áo sơ mi nhá. Đây mỡ mã váy này rất là xinh luôn. Hàng thiết kế. Mã này hàng Zara thiết kế nha mọi người này. Hàng Zara thiết kế nhá, em đang bán với giá là 195k hàng loại 1 ạ. 195k hàng loại 1 nhá các chị nhá. Ai lấy váy này thì comment có size ML ạ. Có size ML. Size M các chị tầm khoảng 55 cân quay đầu nhá.
thì 57, 58 cân cũng vừa. Size M thì từ 52, 53 cân. Không, size L thì rộng lắm. M M rộng, con mặc rộng thoải mái luôn ấy. Áo này em có rất là nhiều màu luôn này các chị này. Áo này có đủ màu luôn nhé. Áo này là... Áo này bao nhiêu nhá? 100 90k nhá. Em xem 90k cho các chị này. 90k cho các chị nhá. Quá đẹp đúng không? Mặc với chân váy ren như em đang mặc nhá. Chân váy ren là 150. Áo là 90k nhá mọi người nhá. Đây áo này có rất là nhiều màu này. Màu hoa này nhá. Màu hoa này, hoa đỏ này, hoa màu tím than này, rất là nhiều màu luôn. Hoa màu xanh rêu này các chị này. Hoa màu xanh rêu nhá. Hoa màu vàng em đang mặc nhá. Rất là nhiều màu. Em sẽ chốt mã đầu tiên là mã hoa màu vàng em đang mặc. Mã áo này thì các chị tầm khoảng 55 cân không biết là vừa không. 55 cân quay đầu. 55 cân quay đầu nhá các chị nhá. Mã này các chị 55 cân quay đầu này. Ai lấy đi comment hoa vàng cho em này. Mã này có nhiều màu hoa lắm, em bán hoa vàng trước nhá mọi người nhá. Váy kia đó là vải lụa cát Hàn đấy em ạ. Chất đẹp lắm. Chứ mà chất đẹp lắm. Em bán màu vàng trước này. Áo đi mặc là free size từ 55, từ 45 đến 55 cân mặc là ok. Đây, có chị nào chốt vàng thì comment vàng cho em nhá. Vàng kèm số điện thoại cho em. Áo bao đẹp luôn này các chị này. Đấy, bao đẹp luôn này. Quá xinh luôn đúng không? Hàng xịn luôn. Đây tem mác này các chị này, hàng Quảng Châu xịn luôn. Vũ bảo quần chị mặc vừa rồi nhé. Ha nhỏ nhở. Ơ chị à, lấy quần lấy hôm nay rồi. Lấy sáng nay rồi. Đấy. Chất mặc ok, không phải đổi. Đấy, em sợ là quần đấy chị mặc chật thế mà vừa thế, chứng tỏ là người chị rất là gọn luôn nhá. Áo em mặc là một size free size các chị, 55 cân quay đầu nhá. 55 cân quay đầu mặc đẹp. Hello chị Thảo, có cái mã áo này đẹp quá này chị này. Nhiều màu lắm. Mã này đẹp lắm đây này các chị này. 90k thôi nhá mọi người nhá. Nhà em bán siêu sốc luôn, 90k. Có màu tím than nhá, hoa màu tím than này, hoa màu xanh rêu này, hoa nhí này. Đây hoa nhí đây các chị này. Hoa như em đang mặc là hoa vàng nhá. Còn nhiều màu lắm. Hoa trắng nữa này. Đấy. Áo này là 90k nhá mọi người nhá. 90k các chị tầm khoảng từ 40-50 cân trở lên đến khoảng 55 cân nhá. 40 đến 55 cân này, hàng bao đẹp luôn, em sale ở 90k. Quá đẹp luôn. Thím bảo để thím áo này màu vàng bao giờ để ra mặc. Đây chị nào lấy áo này thì comment cho em. Mã này các chị, cái tay đấy chị có thể thả ra nhá, tay dài đến đây các chị mặc đi làm thoải mái luôn. Đấy. Chân váy các chị hỏi là chân váy bao nhiêu? Chân váy đủ size SML, chân váy là 150 nhá mọi người nhá. Chân ren 150 này. Chân ren đẹp luôn. Bên trong là chất u mì ạ. Một lớp là chất u mì rất là đẹp. Bên trong một lớp là u mì nhá mọi người nhá. Chị đi mặc đi chơi đi làm công sở đều đẹp lắm. Đây chân váy này em mặc size này rộng này. Đấy, bên trong là chất u mì đẹp luôn. Chị nào lấy áo như em đang mặc thì comment nhá, vàng kèm số điện thoại cho em. Đây em có màu vàng như em đang mặc này. Có màu vàng với màu đỏ Quỳnh ơi. Màu vàng như em đang mặc nhá mọi người nhá. Màu xanh rêu này. Rồi ok, chốt cho chị Nga Phạm một vàng. Chị nào lấy thì nhanh tay nhá. Mỗi màu chỉ có 1-2 chiếc thôi. Mỗi màu chỉ có 1-2 chiếc thôi, nhanh tay vàng nhá. Xanh rêu này mọi người này, xanh rêu nhá, quá đẹp luôn. Xanh tím than. Đây các chị nhìn kỹ màu cho em nhá. Hoa nhí, hoa này hoa nhí này. Và màu trắng nhá mọi người nhá. 42 cân thì chị mặc S thôi các chị ạ. Ship Sơn Dương là bao nhiêu? Nhà em ship code 30k trên toàn quốc nhá. Ship code 30k trên toàn quốc ạ. Đây nhá, 10 sản phẩm cũng chỉ 30k đây nhá các chị nhá. Đấy. Rồi ok. Vàng cho chị Hương Nguyễn này. Các chị có đơn rồi chốt từ 2 sản phẩm trở lên thì mai em gửi hàng nhé mọi người nhá. Cố gắng chốt từ 2 sản phẩm trở lên để mai em gửi hàng. Rất là nhiều màu luôn. Đây có cả cái màu vàng này nữa này. Yêu ơi toàn màu đẹp thôi. Đây toàn màu đẹp nhá, hàng chuẩn đẹp luôn này các chị này. Toàn hàng chuẩn đẹp thôi. Chị nào lấy thì nhanh tay comment này. Nhanh tay comment nhá. Đây có cái màu vàng đậm này. Đây là vàng đậm nhá. 90k dành cho các chị chia sẻ livestream nhá mọi người nhá.
90k dành cho chị nào chia sẻ livestream. Rồi ok, chốt cho chị mặc áo trắng. Cho em xin lại số điện thoại với. Chốt cho chị mặc áo trắng này, 55 cân vừa nhá. Chị Nguyên Kim hoa vàng. Chị Nguyên Kim hoa vàng. Hoa vàng em đang mặc đúng không? Chị Nguyên Kim hoa vàng em đang mặc. Nhận được hàng em gửi cho chị Nguyên Kim ơi. Nhận được hàng em gửi chưa ạ? Lẻ là 90k nhá mọi người nhá. Váy kia cún có màu vàng. Rồi chốt vàng đậm cho chị Nguyên Kim này. Cho em xin lại số điện thoại chị Nguyên Kim ơi. Chị Nguyên Kim comment vàng đậm kèm số điện thoại cho em nhá. Thề luôn, màu nào lên cũng đẹp. Màu nào lên cũng đẹp lắm luôn đấy các chị ạ. Chị mặc áo cho em xin lại số điện thoại. Dạ. Có số điện thoại đấy mẹ. Chị có cho số lên rồi ghi luôn đi không lại quên. Chị Đào ơi, bây giờ em mới thấy comment này, mọi người chia sẻ đi để tăng lượng tương tác đi để đỡ bị ẩn comment đi. Mọi người chia sẻ tăng lượng tương tác để đỡ bị ẩn ẩn comment nhá mọi người nhá. Đây nhá, màu trắng nhá, chị nào thích nhã nhặn thì mặc trắng này. Chị nào không thích màu rực rỡ quá thì mặc màu trắng này. Màu trắng nha. Chị nào lấy trắng comment trắng nè. Chị nào lấy trắng comment trắng cho em nhá. Em vẫn còn 3 màu này nhá. Vẫn còn 3 màu này ạ. Nào em vẫn còn hoa nhí này. Chị nhận được hàng rồi, chất đẹp em ạ. Em cảm ơn chị nhá. Chị Nguyên Kim ơi, cho em lại số điện thoại đi ạ. Cho em lại số điện thoại để em chốt nhá. Đây nha, hoa nhí này mọi người này, hoa nhí này. Hoa xanh rêu này. Màu đẹp luôn. Màu nào cũng đẹp, chỉ với giá là 90k nhá. Hàng lần này về đẹp hơn mà giá lại mềm. Hàng lần này về đẹp hơn mà giá lại mềm. Rồi ok, BB một trắng này, chị BB cho em xin số điện thoại. Chị nào lấy cho em xin số điện thoại luôn để em chốt nhá. Áo này là 90k dành cho các chị chia sẻ livestream, 55 cân quay đầu nhá các chị nhá. Chị Bích Bộp ơi, hôm qua cho em xin số điện thoại sai nhá. Áo này chỉ có 90k một áo thôi nhá mọi người nhá. Các chị mua ở ngoài các shop khác phải tầm khoảng 150 trở lên. Màu đào cũng đẹp luôn các chị ạ. Muốn mua mấy inbox em không trả lời luôn. Chị ơi, không phải em không trả lời đâu, tại vì là em live suốt từ chiều ấy. Em live suốt từ chiều đến tối nên là chưa trả lời được, tí nữa em sẽ trả lời mọi người nhá. Các chị yên tâm, từ bây giờ đến sáng mai em sẽ trả lời hết mọi người luôn. Đây đây, hoa nhí này mặc lên nhìn độc và lạ luôn này các chị này. Đấy. Cái đấy là chị BB. Chị BB cho em số điện thoại ạ. Đây hoa nhí này, mặc lên đẹp cực kỳ luôn này. Đấy, chỉ với giá 90k một áo nha. Hàng bao đẹp luôn. Hàng bao đẹp luôn nhá. Em còn hoa nhí tím than và xanh rêu. Hoa nhí tím than và xanh rêu nhá các chị nhá. 55 cân quay đầu mặc vừa, chị nào lấy đi comment cho em. 90k áp dụng cho khách chia sẻ livestream 3 lần này. Đây có ai lấy hoa nhí không nào? Rồi chốt cho BB rồi ạ. Chị Trần Ngân trắng, chị Anh Phương trắng. Nào hoa nhí nào. Hoa nhí xanh rêu và tím than này. Hoa nhí xanh rêu và tím than chỉ với giá là 90k áo này nhá mọi người nhá. Hàng bao đẹp luôn, đằng trước là đính ngọc này. Đấy, đằng trước đính ngọc luôn. Hàng đẹp cực kỳ, các chị nhìn tem mác của nó này. Đây, nhìn tem mác xem, hàng cao cấp của nhà em đấy ạ. Hàng này là hàng may thiết kế nhá, 150 em sale. Em sale còn 90k nhá. Các chị từ 40 cân đến 55 cân nhá, từ 40 cân đến 55 cân này, hàng thiết kế đẹp luôn. Hoa nhí đỏ. Rồi chốt cho BB thêm một hoa nhí. Quá đẹp luôn. Rồi ok, chốt cho chị BB thêm một hoa nhí này. Có chị nào lấy hoa nhí không? Cho chị áo em đang mặc nhé. Áo trắng. Nghĩa là chị lấy cả áo em đang mặc lẫn áo trắng ạ?
Chị Hương Nguyễn ơi, em hết màu trắng rồi. Màu trắng hết rồi. Chị Bích Bộp lấy áo em đang mặc hay là như thế nào ạ? Em hết trắng rồi nha các chị nhá. Em chỉ còn hoa nhí tím than với xanh rêu thôi. Hoa nhí tím than với xanh rêu mã này 90k nhá. Chị nào lấy comment này. Màu này mặc lên cực độc luôn. Đấy. Màu này mặc lên cực lạ luôn nhá mọi người nhá. Các chị nhiều màu, nhiều các màu kiểu trắng vàng rồi thì các chị đổi qua những màu này này. Đổi qua màu này mặc lên nhìn rất là lạ luôn, nhìn cực là đẹp luôn này. Mà mới lâu nhá, cái chất von này mới bền lâu, giặt máy giặt thoải mái luôn. Em bao các chị giặt máy giặt thoải mái luôn nhá mọi người nhá. Đấy. Không bao giờ nhăn, không bao giờ rã, không bao giờ sù. Bao giặt cái máy giặt thoải mái luôn. Chị đã bảo để cho chị cái màu trắng. Chị ơi em hết trắng rồi, em còn 3 màu này. Em còn 3 màu này này. Xanh rêu nhá. Cho chị hoa em mặc rồi ok, chốt cho chị Vũ Dung Quân hoa em mặc này. Mặc xanh rêu cho các chị xem. Eo ơi màu nào lên, lên cũng đẹp luôn ấy. Đây chốt cho chị Vũ Dung Quân này. Các chị mua đi. Áo đẹp lắm ấy. Phải lấy mã khác. Đây, chị Nguyễn Kim ơi, hết trắng rồi, em còn xanh rêu này. À, em hết hoa nhí rồi. Ai ạ? Khi cho phố thấy. Bằng đậm cơ mà. Chị Nguyễn Kim ơi, cho em số điện thoại với, em hết hoa nhí rồi. Em hết hoa nhí rồi, em chỉ còn màu xanh rêu với lại là màu tím than. Đây, em còn màu này này, xanh rêu với tím than nhá. Xanh rêu với tím than này. Chị Vũ Dung Quân không cần số này. Chị Nguyễn Kim ơi, em xin lại số. Thử cô váy vàng đi. Rồi ok, tí cháu thử cho cô xem nhá. Đây, em like một số mẫu cho mọi người xem hết, like hết mẫu này đi. Thì em sẽ like một số mã váy hoặc là một số mã khác cho mọi người xem nhé. Đây nha, em còn màu xanh rêu này. Màu xanh rêu và màu tím than nhá. Chị nào lấy thì comment. Màu nào cũng đẹp luôn các chị yên tâm. Màu này, cái hàng này em đã chọn lựa màu kỹ lưỡng rồi. Màu nào mặc cũng đẹp. Đây này, màu này mặc cũng đẹp này các chị này. Màu này là mặc lên quá xinh luôn này. Chị nào lấy màu thì comment xanh rêu nhá. Nó cũng không hẳn là xanh rêu, nó là cái màu xanh gì đẹp lắm, xanh đậm. Bây giờ em mới nhìn thấy comment ý chị Đào ơi, lúc đấy em không nhìn thấy comment. Đây em còn xanh rêu tím than này, ai lấy đi comment này. Màu tím than này mặc lên cũng đẹp lắm. Đẹp cực kỳ luôn đấy. Đây này mọi người này. Đấy, màu này mặc lên sang lắm, tôn da cực kỳ luôn. Chị nào lấy đi comment tím than này, nó không phải là tím than, nó là cái tím gì đẹp lắm. Chị nào lấy đi comment nhá, em còn 2 chiếc này. Em còn 2 chiếc nhá, 90k một chiếc. Các chị từ 55 cân quay đầu nhá. 55 cân quay đầu này. Áo em mặc là 90k một chiếc, 55 cân quay đầu mặc được nhá. Từ 40 cân đến 55 cân quay đầu. Đấy các chị đi làm tay này, các chị có thể thả ra nhá. Đây thả ra nó đến đây này. 90k thôi, em còn màu xanh rêu với màu hoa này. Em còn 2 màu nhá. Cho chị. Chị cho số rồi nhé. Đâu, chưa nhìn thấy số. Chị ơi em chưa nhìn thấy comment. Em chưa nhìn thấy số điện thoại của chị. Nó bị ẩn hay sao ấy, chị cho em xin lại với. Chị cho em xin lại đi ạ. Đây nha, em còn 2 màu này. Có chị nào chốt cái mã này nữa không nào? Có chị nào chốt mã này thì nhanh tay comment để em chuyển mã khác nha. Còn 2 màu tím than và xanh rêu. Mã này các chị tầm khoảng 55 cân quay đầu mặc bao đẹp luôn. Ai lấy thì comment màu để em chuyển qua mã khác cho các chị xem này. Chân váy như em đang mặc có bán nhá mọi người nhá. Chân váy ren như em đang mặc có bán này. Giá là 150k trên một chân váy ren nhá. 150k trên một chân váy ren. Chị nào lấy chân váy thì comment chân váy đủ size S, M, L luôn. Có size cho các chị từ 40 cân đến 55, 56 cân nhá. Hột bếp. Áo đi đẹp đẹp. Chị Trang Thanh lấy tí than thì cho em xin số điện thoại. Loan Anh lấy rêu. Xanh rêu cho Loan Anh này. Chị Trang Thanh lấy tí than cho em số điện thoại nhá. Mọi người chia sẻ đi nào. Các chị ơi mọi người chia sẻ đi nhá. Chia sẻ nhiệt tình lên để em bán nào. Đây,
thử nốt cái mạng yếm này cho mọi người xem còn mỗi mấy chiếc thôi. Em thử nốt cái mạng yếm này cho mọi người xem này. Còn mấy chiếc bán nốt này. Mạng yếm là 85 nhá mọi người nhá. Mạng yếm này là 85, các chị tầm khoảng 57 cân quay đầu nhá. 57 cân quay đầu mặc vừa thoải mái này. Mạng yếm nhá, chất von lụa nhá, cổ là đính hạt đính đá này, cổ là đính hạt đính đá nhá. Các chị tầm khoảng từ 40 cân đến 56-57 cân quay đầu tha hồ vừa luôn, tha hồ vừa này. Đấy, chị nào lấy thì comment cho em nhá. Có hoa màu vàng này, hoa màu đỏ và hoa như em đang mặc. Chị Trang Thanh có đơn rồi này. Rồi ok, chốt cho chị Vũ Dung Cân một chân và em mặc size S. Chất đẹp luôn, đảm bảo đẹp ạ. Ôi mẹ ơi, không có S à? Không có S này, không có S. Cái này không có S chị ơi. Cái này có M thôi. Chị có 42 cân. S thì chuyển sau chứ nhá. S để chuyển sau em lấy cho. Chị Trang Thanh mà có đơn rồi. Kìa Trang Thanh kìa. Trang Thanh mẹ vứt vào đơn chị Trang Thanh kìa. Giữ đơn kìa. Đấy chị vừa lấy một cái màu rêu ấy. À màu gì ấy. À đây này. Màu tím than. Đây cái này là chị Trang Thanh này. Chân vậy em mà không có S em nhầm. Chuyển sau em lấy S cho chị. 55 cân mặc L, chị Nguyễn Kim ơi, 55 cân mặc L, hàng U Mì đẹp lắm. Đây em lấy cho các chị xem. Chuyến này nó về nguyên M với L. Chị Liên Trần ơi, như cách này. Áo như em đang mặc là 85k nhá. Đây, chân váy như em đang mặc đây nhá. Bên trong là chất U Mì đấy các chị này. Bên ngoài là chất ren đẹp, đây chất U Mì bao đẹp lắm. Chất này thì các chị yên tâm luôn nhá, đẹp lắm luôn ấy, mặc lên xinh. Đây, mặc lên xinh cực kỳ đây. Em mặc L là rộng, chứ em mặc M nhá. Bo ôm nó ấy lắm, nó đẹp lắm. Đây em mặc là bị rộng này. Cái này ôm lên đẹp lắm, lên form đẹp, chuẩn đẹp cực kỳ luôn này các chị này. Mông nâng mông đẹp nhá. Lần chuyến sau có S em lấy S cho chị. Chất ren đẹp, sale là 150k một chân váy nhá mọi người nhá. Size M thì các chị tầm khoảng 50 cân quay đầu, size L thì 55 cân quay đầu. Size L từ 50 đến 55 cân. Áo như em đang mặc này, có 3 màu nhá. M thì từ 47-48 đến 50 cân quay đầu. To thế vừa sao được. S thì chuyển sau. S thì em đang có mã khác. Đây nhá chị nhá, hoa như em đang mặc là hoa màu xanh này. Hoa màu vàng này. Hoa màu vàng này, hoa màu đỏ này. Hoa màu xanh, hoa màu vàng và hoa màu đỏ nhé mọi người nhá. Chị nào lấy hoa nào comment hoa đấy kèm số điện thoại cho em. Hoa xanh, hoa vàng và hoa đỏ. Mã này là 85k nhé mọi người nhá. 85k các chị từ 40 cân đến khoảng 55-56 cân là mặc đẹp nhá. Chị nào người gọn kể cả 57 cân vẫn vừa. Đấy, chị nào lấy áo như em đang mặc thì comment. Hoa như em đang mặc là hoa xanh, hoa vàng này mặc lên đẹp tôn da cực kỳ luôn. Em dở cái hoa vàng này cho các chị xem. Bao đẹp luôn nhá, nhá mua các chỗ khác toàn 120 thôi. Các chỗ khác bán rẻ nhất là 120. Hàng này là hàng thiết kế này, chất von lụa đẹp này. Đây nhá các chị nhá. Còn có một cái hàng nữa thì hôm đợt đầu em có bán ấy, 60k ấy, hàng đấy là loại rẻ nhá. Em đây là em lấy hàng lần này là hàng loại đẹp cho mọi người này. Hàng loại đẹp nhá, chất von lụa đẹp. Đấy, cái hoa màu vàng này cũng đẹp. Chất cát hàn đẹp nhá các chị nhá. Đằng sau cúc đính ngọc này. Chị nào lấy mã này thì comment nhá. Đây cái màu này mặc lên đẹp lắm ý. Màu này mặc lên nhìn tây cực kỳ luôn này các chị này. Màu này mặc lên nhìn tây lắm. Có chị nào chốt mã này thì comment. Rồi cho chị mặc áo hoa vàng. Màu này mặc lên nhìn đảm bảo tây cực kỳ luôn. Cho chị mặc áo cái hoa vàng này, đẹp lắm luôn này. Cho chị mặc áo hoa này nhá. Rồi ok. Ai lấy thì comment cho em này. Em còn hoa như em đang mặc nhá. Hoa như em đang mặc này, xinh kỳ. Đổi mẫu nha các chị nha. Áo phông.
quần có sắp trắng này bán nó không nha, vậy à, quần thô trắng này đẹp đấy đây. Đây này. Áo ly đang mặc có mấy màu, còn mấy màu. Đấy, còn màu đấy. Đây là áo cổ yếm này, hoa màu đỏ nhá mọi người nhá. Hoa màu đỏ này. Đấy, hoa màu đỏ. 85k. Hoa màu xanh rêu. Áo này là 85k nhá mọi người nhá, từ 40 cân đến khoảng 56 57 cân. Đấy. Hoa màu đỏ, hoa màu rêu này. Chất xịn luôn này các chị này. Mặc đẹp lắm. Mặc lên xinh lắm, chất cát hàn đẹp luôn. Chị nào lấy comment 85k áp dụng cho khách chia sẻ livestream 3 lần. Màu rêu nhá mọi người nhá, màu rêu này. Màu hoa màu đỏ này. Và màu như em đang mặc chỉ 85k một áo, chị nào lấy nhanh tay comment hoa như em đang mặc nhá. Xinh cực kỳ luôn. Chị nào lấy comment để em qua mẫu này. Hoa mẫu này mọi người này, hoa nhí nha, hoa nhí lưng thun này. Hoa nhí lưng thun nha, em đang mặc 60k nhá. Hoa nhí lưng thun nha, em đang mặc 60k này. Chị nào lấy đi comment hoa nhí cho em nhá. Em buộc tay cho nó. Hoa nhí nha mọi người nhá, chất von đẹp luôn, 60k. Chị nào lấy đi comment hoa nhí cho em bên này nữa. Cái đấy tớ. Cái đấy của tớ mà. À của chị Hải Nguyệt, em để cho chị Hải Nguyệt rồi. Chị Hải Nguyệt có rồi nhá. Nhé em mỗi mẫu có nhiều mà. Chị Hải Nguyệt có rồi. Chị Hải Nguyệt có hoa nhí rồi nhá. Chọn em sản phẩm để em gửi đây. Ai lấy hoa nhí này thì comment này. Bộ à 60k thôi nhá mọi người nhá, 60k 55 cân quay đầu này. 60k 55 cân quay đầu, màu này mặc rất là nhẹ nhàng luôn. Màu này nhìn nhẹ nhàng cực kỳ luôn này các chị này. 60k ai lấy đi comment hoa nhí cho em. Các chị có đơn thì chọn thêm một sản phẩm để em gửi nhá, tại vì em không dự quá 2-3 like đâu nhá mọi người nhá. Cái này thì em chỉ còn màu này thôi. Quần em đang mặc bao nhiêu đấy? Em chưa xả đâu chị ơi, mã này em còn nhiều mà. Quần em đang mặc là 110k nhé mọi người nhá. Quần em đang mặc 110k này, quần vải đẹp luôn. Quần vải siêu đẹp luôn ạ. Chị nào lấy hoa nhí thì comment để em qua mẫu cho mọi người nhá, qua mẫu nhanh cho mọi người. Con mẹ ơi phải tìm không? Cần gì còn của ai đâu. Không, chị Hải Nguyệt đấy có rồi mà. Rồi cho hoa ký nhí cho chị Nguyên Kim. Áo phông thêu hoa màu hồng treo trên tường. 50 à, thêu hoa thì là 65k, còn những cái mã rộng thì là 50k nhá mọi người nhá. Chốt hoa nhí cho chị Nguyên Kim. Đây chuyển qua cái mã hoa này này các chị này. Đây nhá, chị nào lấy đi comment hoa 1 cho em này. Hoa 1 kèm số điện thoại cho em nhá. Mã von lụa cũng chỉ 60k thôi. 60k nhá mọi người nhá. Chị nào lấy đi comment hoa đỏ cũng được. Hoa đỏ cho em này. 60k chị nào lấy comment hoa đỏ cho em nhá. Chất von lụa mềm lắm. Chất mềm đẹp lắm các chị ạ, mà chỉ 60k thôi. Chất lụa, nói chung là chất mát đẹp lắm. Comment hoa đỏ cho em nhá, 60k nhá. Hoa đỏ cho em nào các chị nào. Cái này có hoa đỏ, hoa vàng này. Có hoa đỏ, hoa đen. Cho thỉnh cái này, à cho thỉnh bao cái này.
bao còn lâu mới sinh em bé mà đã mua áo, mua mấy cái áo mới để dậy cả. Thì bao rồi nè. Chốt cho 93. Này là phải lụa mát. Em cái chất nó cứ mềm mềm kiểu gì ấy, sường lắm ấy. Chị Hiền Dương hoa đỏ này. Chị Hiền Dương hoa đỏ rồi, ok. Chị Hiền Dương mà chị bảo lấy chân váy. Chị ơi cái chân váy đấy em kiểm tra nó hết lờ rồi, chân váy chị còn mờ thôi chị ơi. Hoa đen nhá các chị nhá, hoa đen này, màu cực sang luôn. Dạ. Không biết bao nhiêu cân mà mặc chân váy size L. Chị bao nhiêu cân mà mặc chân váy size L rồi chị? Còn mờ đâu. Hoa đen nhá mọi người nhá. Hoa đen này. Cũng chỉ 60k. Rồi ok. Chốt cho chị Hiền Dương hoa đen rồi, áo hoa đỏ rồi. Quần bao nhiêu? Quần là 110 nhá mọi người nhá. Quần là 110, còn một chiếc size L này. Còn một chiếc size L nhá mọi người nhá. Ô hôm qua đấy chị Hà Vũ ấy, chị ấy gần 60 cân à? Hay bao nhiêu cân ấy chị mặc quần bằng con? Có người có lắm. Đây nhá, ai lấy đi comment hoa đen cho em cũng chỉ 60k thôi nhá mọi người nhá. Hoa đen, hoa vàng. 58 cân mặc vừa không, nếu mà người gọn thì vừa. 58 cân, 50 cân vừa hoa đen nhá, 50 cân quá vừa luôn. Hoa vàng này các chị này. Hoa vàng nhí này. Rồi ok chốt hoa đen cho chị mặc ái. Em mẹ lấy luôn thành túi mới này không? Kể cả bỏ luôn vào những túi hoa này luôn. Mai gặp có sẵn túi luôn. Đấy bảo biết số túi như thế này. Chốt hoa đen cho chị mặc ái. Đây nha, hoa nhí, hoa vàng này, comment hoa vàng cho em. 55, 56 cân vừa. Từ 45 cân đổ lên 55, 56 cân vừa nhé mọi người nhé. Đây, ai lấy hoa vàng không này? Ai lấy hoa vàng, comment hoa vàng. Chất lụa mềm đẹp cực kỳ luôn. Chất lụa mềm đẹp lắm nhất nhá. Hoa vàng có 2 cái này. Hoa vàng có 2 cái, ai chốt hoa vàng cho em? Ai chốt hoa vàng cho em, comment hoa vàng nè. Hoa vàng nhá, ai lấy comment hoa vàng nè. Cũng chỉ 60k nhá. Hoa đen em hết rồi. Không phải cái đang mặc cún ạ. Để hôm nào về ba vào quán chị rồi ok. Lên sơ mi chưa chọn một cái để đi hàng nào. Đây sơ mi đây chị này, sơ mi đây em vẫn đang bán đây. Quần là 110k nhá, Vũ Duy Khanh nhá. Hoa đen hết rồi. Hoa đen hết rồi ạ. Áo là 60k. Cái này cặp áo hoa này thì bao linh không phải cái này đâu đúng không? Thế không phải. Hoa đỏ còn một cái này. Hoa đỏ còn một cái nhá, ai lấy hoa đỏ comment nhá. Hoa nhê đang mặc là hoa vàng. Mã này các chị 55 năm từ 45 đến khoảng 55 cân, 55 56 cân mặc vừa. Chị Nguyễn Yến ơi, bây giờ em mới nhìn thấy comment này. Mọi người chia sẻ nhá, mọi người chia sẻ để đỡ bị ẩn comment nhá. Mọi người chia sẻ để đỡ bị ẩn comment hoa đỏ nhá mọi người nhá. Hoa đỏ này, ai lấy hoa đỏ comment này, còn một chiếc này. Chỉ với giá 60k nhá mọi người nhá. Mã này em bán chỉ 60k thôi. Chị nào lấy thì comment hoa đỏ cho em này. Hoa đỏ nhá, hoa em mặc là hoa vàng. Hoa đỏ, hoa vàng, có ai lấy thì comment này. Hoa đỏ này cũng đẹp cực kỳ luôn. Đây, hoa đỏ này lên đẹp cực kỳ luôn. Có chị nào chốt hoa đỏ này không? Toàn bộ hàng đẹp mà các chị, toàn bộ là hàng lụa đẹp luôn. Mềm đẹp cực kỳ, các chị mua hàng nhà em rồi các chị biết. Toàn là chất đẹp, em sale rất là rẻ.
Nào ai lấy hoa vàng comment nhá, để em qua mẫu này. Còn một chiếc hoa đỏ nhá chị nhá. Còn một chiếc hoa đỏ chị nào lấy thì comment này. Chỉ với giá là 60k thôi. Eo ơi, rẻ mà đẹp cực kỳ luôn ấy. Hoa đỏ chị Nguyễn Kim rồi, ok. Chốt chị Nguyễn Kim hoa đỏ. Có áo cho người 56 cân vừa hoa vàng như em đang mặc chị Hiền Nguyễn ơi. Đây mẹ ơi, chị Nguyễn Kim này. 56 cân vừa nhá. Hoa vàng không sơ vin. Không sơ vin được ạ. Có trong quyển sổ ấy. Sơ vin cũng không sơ vin cũng được. Cái mã này 56 cân vừa này. Không sơ vin cũng được, tại vì là em gầy ấy. Em mặc rộng ấy. Không sơ vin cũng được nhá mọi người nhá. Chị Thân Hải hoa vàng này. Rồi ok, chốt cho chị Thân Hải hoa vàng. Chỉ với giá 60k thôi nhá mọi người nhá. 60k, bé xíu luôn. Quá rẻ luôn đúng không các chị? Sáu mươi ca một chiếc áo lụa đẹp. Chị Bích Bột lấy hoa nhí nào ạ? Hoa vàng á chị? Chị Bích Bột lấy hoa vàng này ạ? Đây áo như em đang mặc sale 50k dành cho các chị chia sẻ livestream 5 lần nhá. 50k dành cho chị nào chia sẻ livestream 5 lần này. Chị nào lấy thì comment hoa vàng thêm. Mã này 55 cân quay đầu thôi nhá mọi người nhá. Chất lụa mềm. Nói chung là toàn bộ là chất lụa mềm đẹp. Hoa vàng này. Sale 50k dành cho các chị chia sẻ livestream này. Đây. Hoa nhi em đang mặc sale 50k dành cho các chị chia sẻ livestream nhá. Hồng xẻ vai. Với hồng xẻ vai. Rồi ok, tí em thử cho các chị xem. Nào hoa vàng này 50k này. Có chị nào lấy hoa vàng này thì comment hoa vàng này. 50k nhá mọi người nhá. Em có màu vàng với màu cam. Mã này có màu vàng với màu cam này. 50k. Cũng là lụa mềm ạ. Cũng là lụa mềm. Hoa nhí bao gầu lúc trước cơ. Thế thì em hết rồi. Đây em có màu vàng với màu cam nhé chị Kim Ngân Nguyễn nhé. Màu vàng với màu cam thôi. Zoom có. Quần đang mặc, quần em đang mặc có màu khác. Có nhiều mã lắm quần em mặc. Chị Nguyễn Thu lấy vàng này, 50k Nguyễn Thu. Nguyễn Thu cho em xin lại số điện thoại đi. Thu cho cô xin lại số điện thoại nhé. Thu người bé. Chất mát lắm hàng này, xèo 50k. Chị Trang Thanh hoa vàng. Đây, chị Trang Thanh một hoa vàng này. Rồi ok, chị Trang Thanh một hoa vàng, chị Dung một hoa vàng. Dạ. Có đơn rồi. Đây nha, cái này các chị mặc bệt vai cũng được mà không bệt vai cũng được này. Cái này mặc bệt vai cũng được mà không bệt vai cũng được nhá. 60k dành cho những ai chia sẻ livestream. 60k dành cho ai chia sẻ livestream này. Hoa cam này, hoa hồng này. Hoa cam, hoa hồng và hoa vàng. Hoa cam, hoa hồng và hoa vàng. Sáu mươi ca nhá mọi người nhá. 55-56 cân quay đầu vừa. 55-56 cân quay đầu vừa.
Đây, hoa vàng này, hoa hồng và hoa cam 50, à 60k em nhầm, mã này 60k này. Hoa cam, hoa hồng và hoa vàng ở giãn không, 55 cân vừa nhá. Rồi cam chị Thu Minh. Chị Thu Minh ơi, em gọi cho chị không được. Hoa vàng 50k em gửi hai áo phông tối hôm qua cho chị chưa, đều chưa? Em chưa chị Lơ, em gọi cho chị không được ạ. À, em gọi cho chị Thu Minh không được, gọi cho chị Trần Lơ không được. Các chị ơi, mai em gọi chốt đơn lại, ai có đơn thì chú ý điện thoại giúp em nhá. Hôm nay em gọi cho mọi người không được. Áo đó 1m55, 54 cân vừa nhá, cho tôi Bình Yên nhá, vừa ạ. Đây em vẫn để đơn của mọi người đây này. Các chị đặt hàng phải chắc chắn giúp em nha mọi người nha, tại vì em gọi cho mọi người không được ấy. Mai em sẽ gọi điện chốt đơn lại nha, mọi người có đơn thì chú ý điện thoại giúp em. Cô Bình Đồng nha. Ai biết được mẹ. Ông Bình đây, ở báo đây. Hoa hồng, chị bàn triệu hoa hồng cho em xin số điện thoại. Rồi ok, chị inbox cho em ạ. Chị inbox cho em. Chị ơi, chị bàn triệu ơi, lấy đi cho em xin số điện thoại để em mới chốt được nhá. Cho em xin số điện thoại đi ạ. Chỉ với giá 60k thôi, dành cho các chị chia sẻ livestream 3 lần trở lên nhá. Đây, mã này mà không trễ vai cũng được. Màu vàng đâu nhá. Mã này mọi người mặc không trễ vai cũng được nhá. Ai thích bèo bèo thì mặc trễ vai. Dạ, chị không mặc trễ vai cũng được, bỏ lên cho các chị xem. Đấy, hoa hồng chị Nắng Mai. Chị Nắng Mai chưa có đơn. Các chị ơi, comment kèm số điện thoại cho em. Hoa hồng với lại hoa vàng này 60k, các chị 55 cân quay đầu này. 60k, 55 cân quay đầu này các chị này. 60k nhá chị nhá, 55 cân quay đầu. Chất lụa đẹp lắm mọi người ạ. Chất lụa mềm đẹp. Chất lụa mềm đẹp này. Nào ai chốt mã này nhanh tay comment này. Chỉ là 60k nhá. 60k áp dụng cho các chị chia sẻ livestream 3 lần. Rồi Nắng Mai hoa hồng đúng không? Nắng Mai lấy hoa màu hồng này. Chị Bàn Triệu hoa hồng này, Nguyễn Dung vàng này. Các chị có đơn rồi cố gắng chốt giúp em từ hai sản phẩm trở lên để em gửi hàng nhé. Bàn Triệu hồng này, chị Nắng Mai hồng này, chị Nguyên Dung vàng này. Rồi ok, chuyển qua mã khác. Hàng đẹp mà cả rất là rẻ. Có chân váy. Chị mặc áo hồng này mẹ ơi. Mặc áo hồng này. Mặc áo có đơn. Chốt cho chị hoa vàng 50k rồi đơn em nhé. Rồi ok chị Trần Lơ. Rồi ok, cảm ơn chị Nguyễn Dung nhá. Đơn sáng nay em gửi rồi chị Thi Ốc ạ. Chị có thể lấy em dồn đơn. Đây, chuyển qua cái mã này này các chị này. Mã này xinh cực kỳ, 60k nhá mọi người nhá. Mã này có vàng với đỏ ạ. Có người cầm bi đẹp này. Mã này em có vàng với đỏ này các chị này. Sáu mươi k nhá, 55-56 cân vừa này. Chân váy jean em có. Chân váy jean có. Các chị muốn mua chân váy jean tí em like nhá. Nhiều mã chân váy jean đẹp cực kỳ luôn. Chị Hiền Dương ơi, hết hồng rồi. Hết hồng rồi. Xem còn hồng không chị Hiền Dương. Hết hồng. Đây, hồng này. Em còn cái hồng này sáng hơn một chút. Hiền Dương này. Chị Hiền Dương ơi, còn cái màu hồng sáng hơn này. Chị Hiền Dương ơi, còn cái màu hồng này sáng hơn có được không này? Sáng hồng sáng nhá. Chị nào lấy hồng sáng comment hồng sáng.
Em còn cái màu hồng sáng hơn này. Rồi ok, chốt cho nắng mai một vàng nghe em đang mặc 60k nhá. Đây chốt cho chị nắng mai một vàng nghe em đang mặc này. Đẹp lắm luôn. Đây nhá, nếu mà chị lấy thì comment hồng sáng nhá chị Hiền Dương nhá. Chỉ còn cái mã hồng sáng này thôi. Hồng sáng này thôi. 60k. Đỏ lan lan dinh. Đỏ cho lan dinh này. Đây chốt mã này đỏ cho lan dinh này. Quá đẹp luôn, chỉ với giá 60k nhá. Các chị kể cả 55, 56 cân mặc vẫn được. Váy giả quần có, chị Lan Trần ơi có váy giả quần. Hồng sáng 60k, em đang bán tất cả những cái mã này 60k này. Em chỉ sale 50k với 60k nhá mọi người nhá. Đây. Lấy hồng. Lấy hồng sáng thì comment hồng sáng kèm số điện thoại nhá mọi người nhá. Các chị phải comment mã kèm số điện thoại cho em, comment màu kèm số điện thoại cho em để em chốt. Đây đỏ đây, em vẫn còn cả vàng cả đỏ này. Lên chân váy jean rồi ok, sau đây sẽ lên chân váy jean luôn cho mọi người chia sẻ đi. 60k. Lan đinh đỏ. Chị một áo em đang mặc nhé. Áo em đang mặc là vàng với chị Trần Lơ nhá, nếu mà lấy thì comment vàng. Rồi chốt vàng này cho chị Trần Lơ này. Đây, đỏ đây cho Lan đinh. Còn một đỏ. Hồng sáng cho tulip đen rồi ok. Cái đây chị Trần Lơ này. Vàng này chốt cho Trần Lơ nhá. Rồi ok, tí em like váy giả quần. Mọi người cứ yên tâm em like từng mã một cho mọi người. Em tiếp theo em sẽ sell nhiều mã rẻ lắm. Em sell nhiều mã rẻ lắm mà mọi người mà thoát ra thì rất là tiếc luôn nhá. Chốt cho chị Trần Lơ vàng này. Còn một đỏ như em đang mặc hồng sáng cho chị Hiền Dương này. Chị Hiền Dương có đơn này này. Rồi ok, chốt cho hồng sáng cho chị Hiền Dương. Đây này, em còn một đỏ như em đang mặc này. 60k nhá. 60k các chị từ 40 cân đổ lên đến khoảng 55 cân là đẹp. Từ 40 cân đến 55 cân đẹp này. Ai lấy thì comment đỏ này. Đỏ kèm số điện thoại cho em nhá. Đỏ nhá mọi người nhá. Chị nào chốt đỏ không nào? Còn duy nhất một chiếc đỏ. À bộ đùi có, tí nữa có bộ đùi đẹp lắm. Váy vàng trong góc cho mình xem, váy vàng lá này đúng không? Tí nữa em có bộ đùi thể thao đẹp lắm nhá mọi người nhá. Bộ đồ đẻ thể thao cực đẹp luôn, tí em bán. Hết vàng. Hết vàng rồi mọi người ơi, hết còn vàng đỏ, rồi nhá. Còn mỗi một cái còn đỏ. Váy vàng trong góc cơ mình xem. Váy vàng đây nhá, nó là hàng thiết kế, siêu đẹp, siêu nét luôn, mình có size M và size L. Size L từ 57 cân đổ lại và size M thì từ 53, 54 cân đổ lại nhé. Rất là xinh đẹp luôn đấy. Chất đó là chất lụa cát hàn đấy, chất đẹp. Siêu đẹp luôn, hàng thiết kế nên của nó còn nét. Đây nhé, Ngọc Nguyên nhé. Em ở không phải em ở Xuân Dương, em ở Hàm Yên. Đây mã này 50 51 cân quay đầu này. 51 52 cân quay đầu. Chỉ 51 52 cân quay đầu nhá. Chị nào lấy thì comment bi đỏ cho em 50 cân quay đầu. 50 cân nhỉ? 50 51, 50 cân quay đầu. Không, cả 51 cân nó mặc thoải mái mà. 50 cân quay đầu nhỉ? 50 cân quay đầu nhá các chị nhá. Chị nào lấy thì comment bi đỏ cho em 50k. Bi đỏ 50k dành cho chế nào chia sẻ live stream 5 lần. 50k cho ai chia sẻ live stream 5 lần comment bi đỏ cho em này. Bi đỏ 50k 50 cân quay đầu nhá. Chị nào chia sẻ live stream 5 lần này. Bi đỏ này. Chị nào chốt bi đỏ không ạ? Tí nữa em lên một số mã bộ thể thao đẹp nhá, theo rẻ thì luôn. Bao nhiêu tiền một bộ? Mọi người chia sẻ đi nào. Ai lấy bi đỏ không nào? Ai lấy bi đỏ comment bi đỏ cho em nhá. Bi đỏ sale 50k. 50k nhá chị nhá.
Con mẹ ơi, hoa vàng hoa viếc này. À, đây là bụng. Mấy cái hàng là 190.000 nhá, Hiền Nguyễn ơi. Hùng đi. Hùng sao đấy? Chỗ sao xước chỗ này đấy? Phải không? À các bạn mua cái gì vào phải không? Hùng ấy thích live stream à? Con tảo rất to. Đang đấy, đen môi mà ở bàn bị đắt đô vào mặt. À, bị đây vấn đề là tô vào mặt. Hôm nay tao bộ thể thao nhá chị nhá. Chất siêu mát luôn, sale cho các chị siêu rẻ nhá. Dơ rồi nhận đỡ phải mặc. Mặc đi cho các chị xem. Ừ. Ở đây luôn mẹ. Ừ. Này cũng giống. Đi đỏ là từ 50 cân đổ lại mặc vừa nhá các bạn nhá. Đi đỏ đi đang mặc là sale 50k, từ 50 cân đổ lại mặc thôi. Chất nó hơi co giãn nhẹ, rất là thích luôn, chất này chất lụa đẹp đấy. Hoàng Hiên và mạng nhà chị chán quá vào toàn bị đẩy ra. Chắc là mạng của chị Hoàng Hiên là mạng của chị kém. Mạng chị yếu. Mạng chị yếu. Đây nha, theo bộ thể thao là như thế này. Theo bộ thể thao nhá mọi người nhá. Rộng thoải mái luôn, 55 cân quay đầu nhá. 55 cân quay đầu này. Rộng rãi thoải mái luôn. Adidas chất. Adidas chất đẹp này. Ôi cái bộ cái nách này đẹp. Bộ là 70k một bộ ạ. 70k một bộ nhá mọi người nhá, 55 cân quay đầu này. 55 cân quay đầu nhá. Bộ như em đang mặc nhá. 55 cân quay đầu, ai lấy đi comment bộ đát cho em. 70k một bộ này, 55 cân quay đầu này. Em like bộ như em đang mặc trước nhá. Chỉ có màu trắng nhá mọi người nhá. Chỉ có trắng này. Có nhiều màu thế. Em like bộ như em đang mặc có trắng. Nhiều màu lắm nhưng em like từng mẫu một nhá mọi người nhá. Like từng mẫu một, chị nào ưng mẫu này thì chốt cho em. 70k một bộ, 55 cân quay đầu. Chị nào lấy đi comment bộ đát này. Có màu tím. Bộ này không có tím ạ. Nào có ai lấy bộ này thì comment này, chỉ 70k này các chị này. Có màu hồng. Cái này có hồng thôi ạ. Có hồng nhá, có hồng với trắng. Chỉ có giá là 70k thôi, ai lấy thì comment này. Áo chấm bi không còn màu khác chị ơi. Chị Trần Lơ một bộ em đang mặc rồi, ok cho chị Trần Lơ một bộ này. Hồng này. Chị nào lấy hồng không nào? Có hồng này. Hồng bao đẹp luôn nhá chị nhá. Chất siêu mát luôn nhá mọi người ạ. Chị nào lấy thì comment nhá, có trắng với hồng này. Chất siêu mát luôn này các chị này. Chất siêu mát luôn. Đây, chất cô tô mát luôn này. 70k một bộ nhá. Chị nào lấy thì comment, các chị tầm khoảng 55 cân quay đầu là đẹp. 55, 56 cân quay đầu mặc đẹp nhá. Chị nào lấy comment là hồng với trắng này. Có hồng với trắng. 257 cân, không 57 cân, lát nữa có bộ khác giao lưu ạ. Lên chân váy đi còn ngủ cái. Nhiều chân váy quá. Chân váy bò em có nhiều mẫu lắm. Em kẹp cho, em dơ lên cho mọi người xem. Em chào chị Bùi Tuyết. Nào, có ai lấy bộ này thì comment nào. Hồng này các chị này. Hồng nhá.
có trắng có hồng, chỉ với giá 70k thôi, chất mát lạnh luôn. Đây mọi người này, chất mát lạnh luôn này, sướng không? 70k nhá. Rồi hồng cho chị Trần Ngân này. Trần Ngân chưa có đơn. Chưa có, mẹ không phải tìm. Ai có đơn con nhìn ảnh con biết ngay. Chốt hồng cho chị Trần Ngân. Chị nào lấy trắng nào, chị nào lấy trắng comment trắng kèm số điện thoại nào. Đây chân váy đây. Chân váy cho mọi người xem luôn. Chị bộ trắng, chị kim thoa đạm rồi, ok. Cho chị kim thoa đạm bộ trắng. Em còn nhiều bộ lắm nhá mọi người nhá. Em bán luôn, tiện bán luôn cho các chị. Ôi, bộ cam đẹp vậy. Hãy kim thoa đạm rồi nhá. Chỉ cần ghi kim thoa đạm thôi. Ngọc Liên Nguyễn hồng hết rồi nhá. Tí nữa bạn chọn màu khác nhé. Ngọc Liên Nguyễn là còn nhiều màu đẹp. Cam này các chị này. Cam nhé mọi người nhá. Bộ cam này. Mẫu như bộ cam này em có màu cam và màu trắng. Đây. Mẫu như bộ cam này em có màu cam và màu trắng nhá. 70k một bộ siêu đẹp luôn. Đây, mẫu như bộ cam này em có màu cam với màu trắng này. Ôi đẹp lắm, các chị mua shop cứ 200 một bộ luôn. Hàng bao đẹp luôn. Chỗ này là thêu nhá, hàng Thái này. Mọi người nhìn thấy không? Hàng Thái bao đẹp luôn. 70k em ơi, rẻ quá luôn á. Rẻ quá luôn, em có cam với trắng này. Đây nha, 57 cân chắc là vừa. Không vừa đâu. Hỏi chẳng trả lời chị Tuy Lít đen ơi, chị hỏi gì ạ? 53 cân mặc được nhá. 55 56 cân mặc được, 55 55 cân quay đầu. Đây em có cam với trắng này, 70k một bộ này. Chất bao đẹp luôn mọi người nhá. Chất bao đẹp luôn, chị nào lấy trắng comment trắng, chị nào lấy cam comment cam. Rất là đẹp luôn, hàng Thái xịn luôn. Đã. Đi đi. Chị nào lấy nào? Mẹ tìm cái bi đỏ. Cái bi đỏ chắc thì tìm đã vừa mà đấy, cái bi đỏ thì bé lắm. Thì bé mà thì bao thì chạy tí. Nguyễn Huế chị ơi, bộ này 53 cân mặc được không? 53 cân mặc quá đẹp luôn Nguyễn Huế ạ. Cái gì có bộ ống rộng không hoặc quần thôi cũng được. Quần ống rộng em có nhá, có đủ mẫu luôn. Quần ống suông rộng có nhiều lắm. Là nhiều luôn. Có nhiều mẫu lắm. Có chị nào lấy bộ này không nào? Chị nào lấy bộ này comment nhá. Em có một bộ khuyên nách này. Có một bộ khuyên nách này. Chị nào lấy bộ khuyên nách comment nhá. Mẫu là cao 1m6 nặng 51 cân. Em cao 1m6 nặng 51 cân. Đây. Có bộ khuyên nách này. Khuyên nách đẹp cực kỳ luôn này. Chị nào lấy bộ khuyên nách comment nhá. Cũng chỉ 70k thôi. Áo mát cực kỳ luôn. 58 cân thì không vừa đâu. Đây. 8 cân tí các chị chọn mã khác. Bộ khuyên nách này nhá, ai lấy comment nhá. Chị bộ trắng, chị Trần Lơ và chị bộ trắng. Chị bộ trắng nữa. Đây, chị Trần Lơ bộ trắng. Quá đẹp luôn. Chị Trần Lơ lấy trắng khuyên nách hay là trắng có tay? Chị Trần Lơ có một bộ trắng đát rồi nhá. Có bộ zoom nha. Zoom có. Không thiếu cái mã gì hết, mã gì cũng có hết. Đây bộ trắng này đẹp cực kỳ luôn. Zoom có, zoom em cũng có. Zoom cũng sale rất là rẻ luôn. Chị nào lấy trắng này comment này. Trắng khuyên nách này. Có bộ màu đỏ nữa này. Chị Hoàng Hiên mà cho chị bộ trắng khuyên nách.
Rồi ok, chị bảo Nhiên mặc được. Nhiên chị mặc đấy. Đây, cho con luôn cái móc này còn treo bộ đầu. Cho chị bộ hồng. Bộ hồng em hết rồi. Em có bộ hồng. Càng tí các chị chọn mã khác còn bộ nhiều đỏ màu này hồng chị này. Tí các chị chọn qua mã khác màu hồng nhé. Tí nữa mặc từng mẫu cho các chị chọn. Bộ đỏ shop này. Bộ đỏ nhá, quần shop đẹp luôn. Thì mai ngày kia em lại gửi, em lại dồn đơn cho chị. Có gì đâu chị thi ông. cho bộ em mặc đát màu hồng nữa. Chị Bùi Tuyết ơi, hết hồng rồi. Hồng tí nữa chị chọn qua mã Hàn Quảng Châu rồi. Đẹp lắm. Đây nè, có ai lấy đỏ không nào? Đỏ cam này. Em còn đỏ cam và màu da. Màu đỏ, màu cam với màu da. Màu da này bé. Còn bộ màu đỏ này cũng rất là đẹp này mọi người ạ. Đỏ này nhá, đỏ này rất là đẹp luôn. Bộ màu da này, áo crop top này. Còn một bộ đỏ này nhá mọi người nhá. Bộ này rộng rãi cho các bạn từ 55 cân đổ lại mặc thoải mái luôn. 55, 56 cân. Bộ màu da đấy. Bộ màu da này bé chứ. Hết màu hồng rồi. Màu hồng lát nữa các bạn chọn qua mã khác nhé. Rồi ok Bùi Tuyết nhé. Trần Lơ rồi, ok, chốt bộ trắng có tay cho Trần Lơ rồi nhá, hai bộ rồi. Đây em có bộ màu da này 60k nhá, bộ màu da này thì bé hơn. Các chị tầm khoảng 47 cân quay đầu thôi. Từ 40 đến 47 40, từ 40 đến 45 cân thôi ấy, từ 40 đến 45 cân thôi. Cứ lấy bộ em mặc cho chị. Tí chị chọn màu khác, bộ cam này. Cam mà chị, nếu mà chị Tuyết lấy thì comment cam nhá, cam kèm số điện thoại cho em nhá, chị Bùi Tuyết nhá. Đây em còn bộ màu da này. Bộ màu da này thì bé thôi này, các chị tầm khoảng từ 40 đến 45 cân. Hoặc là mua cho các bé cũng được này. Áo crop top 75kg thì không vừa đâu ạ. Áo crop top nhá. Ngọc Liên Nguyễn có một bộ rồi. Ngọc Liên Nguyễn đã trắng hết rồi. Bé quá thì ai các chị có con ấy mua cho con tầm từ 30 đến 40. Ôi sao các chị 50.000 một bộ. Đây nhá, bộ màu da này các chị có thể mua cho các bé này. Bộ này thì từ 45 cân quay đầu thôi. Bộ này bé này. Các chị mua cho các bé nhá, tầm khoảng vào 45 cân quay đầu nhá. Tầm khoảng 45 cân quay đầu này. Tí nữa các bạn chọn qua mã kia. Rồi ok chị Bùi Tuyết cam. Còn một bộ đỏ này. Còn một bộ đỏ có ai lấy đỏ không? Hồng hết rồi. Còn hồng nhá, Ngọc Linh Nguyễn ơi, tí nữa có hồng của Hà Quảng Châu này chắc đẹp lắm. Xịn luôn. Ngọc Linh Nguyễn chúng ta hay gửi cho em kia này. Chính xác. Đây nhá, mình còn bộ hồng của Hà Quảng Châu này. Hàng này thì không phải nghĩ rồi thì chết rồi, chất xịn, cực xịn rồi. Để cho chị thêm vài cái nữa rồi chốt em nhá. Kim Thoa Đặng rồi, ok Kim Thoa Đặng. Chị Bùi Tuyết là bộ cam đúng không? Nha Phạm bao nhiêu tiền? Bộ này mình sale cho các bạn 50.000 một bộ. Các bạn có thể từ 45 cân đổ lại thôi. Cái bộ này là bộ màu be. Bộ màu be này sale 50k thôi nhá. Cho các bạn từ 45 cân đổ lại hoặc là ai có con tầm từ 35 cân đến 45 cân là mua mặc được. Bộ này cũng rất là xinh nhưng mà nhỏ lắm. Bộ này nó lẫn. Cho các chị nhỏ ấy hoặc là các chị mua cho các bé cũng được. Đây bộ màu da này nhá. Còn bộ màu đỏ này là 70k này. Bộ màu đỏ 70k các chị 55 cân quay đầu. Chưa. Bộ màu đỏ 70k nhá, các chị 55 cân quay đầu nhá. Chị nào lấy đi comment đỏ cho em. Cho số rồi thay. Em ơi cho chị xem bộ trắng đát có tay hết rồi chị Thi Ốc ơi, hết rồi.
Em còn hai bộ màu da sale 50 nhá. Em còn hai bộ màu da sale 50, các chị mua cho các bé cũng được này. Cái này nó hết size, các chị tầm khoảng 45 cân quay đầu thôi. Size nó bé. Chất thì đẹp mỹ mãn, không phải chê. Chất đẹp mỹ mãn luôn. Đây nhưng mà cái này nó còn size bé. Chị bộ đấy, chị Nga lấy bộ nào, bộ màu da hay là bộ màu đỏ? Hết hồng rồi nhá mọi người nhá. Hết hồng chỉ còn màu da với màu đỏ. Hồng thì em chuyển qua mẫu khác. Em còn màu da với màu đỏ. Màu da là 50k, còn màu đỏ là 70k nhá. Màu da các chị mua cho các bé cũng được. Chị Nga Phạm lấy màu gì nào? Chị Nga Phạm chốt màu cho em nhá. Cái áo màu đỏ với màu hồng bao nhiêu tiền? Màu đỏ với màu hồng là 50k một áo phông. Chị mua cho bé nhà chị. Chị lấy màu nào à? Chị lấy cái hình hay cái chữ? Chị Nga ơi, chị lấy hình hay chữ? 46 cân mà không vừa đâu. Bộ này 46, bộ cái này các chị mua cho các bé thôi. Chị em hơi má không? Chị em hỏi mà không trả lời. Chị Hải Anh, chị Hải, Hải Anh ơi, bây giờ em mới nhìn thấy comment của chị này. Bây giờ mới nhìn thấy chị. Chị Nga Phạm lấy màu da hình hay là chữ thì comment cho em nhá. 50k một bộ. Em còn một bộ đỏ em đang mặc này. Chị nào lấy đi comment đỏ kèm số điện thoại cho em nhá. Đây là mặc hồng này cho các chị này. Đang bán hồng, bán chị bày người khỏi hồng. Con hen dễ thương, 46 cân. 46 cân nếu mà gọn thì mặc được. 46 cân thì gọn thì vẫn mặc được. Bộ này 46 cân mà gọn thì người gọn thì mặc được nhá. 50k một bộ thôi, còn hai bộ màu da này sale lỗ cho các chị luôn bởi vì nó lẫn, size nhỏ quá. Hồng bao nhiêu tiền? Hồng lấy 100. Đây nha, hồng nhá, nhá. Hồng này là 100 này. Là một châu xịn luôn nhá. Hồng 100 nhá, chị nào lấy hồng comment nhá, hàng Quảng Châu xịn luôn. 55 cân quay đầu này mọi người này. Chị nào lấy hồng không ạ? Chị nào lấy hồng thì comment hồng nhá. Hồng kèm số điện thoại cho em. Chữ rồi ok, chốt chị Nga Phạm. Chữ chị Nga Phạm có đơn rồi đúng không? Chốt chữ chị Nga Phạm. Hồng 55 cân quay đầu nhá mọi người nhá. Chị nào lấy hồng thì comment hồng cho em. Hồng 100k. Tóc áo không này đâu nhá. Mẹ treo mấy cái con ống rộng không? Các chị xem không? Đây nào các chị nào, tiếp theo đến áo phông này. Tiếp theo đến áo phông như em đang mặc nha. Áo phông như em đang mặc các chị 55, 56 cân quay đầu thoải mái luôn. Sale là 50k nhá. Ai lấy đi comment phông vàng kèm số điện thoại cho em. Phông vàng kèm số điện thoại. Đây này, đen gì mà vàng với đen không biết đâu mà đúng chỗ này, đen với vàng đây. Mã này em có vàng với đen này, vàng đậm trong nhà của đen. Vàng với đen nhé, 50k nhé, ai lấy comment. Chất đẹp cực kỳ luôn. Trước cho chị Hoa Phạm có đơn hàng trước đây. Đơn hàng đây thấy có đơn ở đây mà. Đơn áo ok chị. Rồi ok chị Nga. Đi mẹ treo ống rộng cho mọi người xem. Đây mặc cả chân váy bò cho mọi người xem. Đây mặc cả chân váy bò cho mọi người xem nhá. Nhiều má quá.
rộng nha, để chốt à để treo quần ống rộng lên cho mọi người xem nhé. Rất là nhiều màu luôn. Đây chân váy bò này các chị này. Chân váy bò như em đang mặc các chị nhá. Chân váy này dài đến đầu gối luôn này. Chân váy này là 150k trên một chân nhá, thêu đẹp luôn. Chất bò Hàn co giãn này các chị này. Chất co giãn dễ chịu luôn đấy. Có size S, ML nhá mọi người nhá. Đằng sau thì là xẻ. Cái mẫu chân này đằng sau xẻ này. Còn có một mẫu chân không xẻ này. Đây còn cái mã này là chân không xẻ này. Đây chân váy bò đẹp luôn. Chân váy bò siêu đẹp nhá chị nhá. 150k một chân, còn cái mã không xẻ là 140 ạ. Cái mã xẻ như em đang mặc là 150 nhá. Còn cái mã không xẻ này là 140 này. Chị nào lấy thì comment nhá, có đủ size S, ML ạ. Chị Hạnh Nguyễn chị hỏi bộ hay sao? Màu đỏ với màu hồng này thì 60 cân quay đầu vẫn không rồi này. Không, khoảng chị hỏi bộ lúc nãy. Tùy nhá, nếu mà cao thì 60 cân, còn trung bình thì khoảng 55-56 cân vừa. Áo bộ vàng. Thử váy vàng cho cô xem đi. Đây nhá, có ai lấy chân váy nhé đâu mà thì comment nhá. Quần ống suông đây. Các chị hỏi quần ống suông có. Nhà em mẫu nào cũng có luôn. Đỡ gặp cô Hồng này. Rồi để cháu thử váy vàng cho cô xem. Đây, quần ống suông nhá mọi người nhá. Quần lụa đỏ này. Quần đũi đen này. Đấy. Quần đũi xanh đậm này. Quần bi này. Không thể treo hết màu được. Có quần đến hàng chục màu. Có cả kẻ nữa, nhiều màu cực kỳ là nhiều. Rất là nhiều luôn. Kẻ hoa là có đủ. Nếu mà ai muốn mua quần suông thì cứ comment bảo em. 80k một quần nhá. 80k một quần suông. Chân váy như đang mặc nhá, chân váy áo như đang mặc nhá, có bán nhá. Đây áo vàng này. Áo vàng. Có chân váy bò rách không? Đây cái này rách này, cào rách này, cái này. Rách đây, em còn một con hàng Quảng Châu đây. Chân váy bò như em mặc cái hàng dài mà thêu như này này chị này. Hàng dài mà thêu này là 150. Hàng dài mà thêu mà thử là 150 nhá. Quần lụa này không phải thử đâu chị Hiên ạ, ai mặc cũng được mà. Ai mặc về cũng đẹp. Quần này ai mặc cũng đẹp hết, không phải thử. Rất là dễ mặc. Em nghĩ là quần này không phải thử đâu. Chân váy bò nhé em. Ai mặc cũng được. Kim Nguyên là nhiều em, bao nhiêu em. Đây. Quần ống rộng này không phải thử đâu các chị, ai mặc cũng được mà. Tí nữa em thử cho mọi người xem nhá. Tại vì là các chị bảo thử váy bò, thử chân váy, em không thể thử liền một lúc được hết đấy. Em cứ like từ từ các chị xem nhá. Các chị xem kỹ mẫu nào rồi comment đấy, em đây, like. Một cái chân hoàng xong rồi em lại chuyển qua mã khác cho mọi người xem. Size M cho các bạn từ 52 cân đổ lại. Chân váy bò Quảng Châu này. Em nói đi. Chân váy bò Hoàng Quảng Châu này mình còn một con duy nhất nhá, sale 120k. Size M nhé, các bạn từ 52 cân đổ lại rất là đẹp luôn đấy. À, bạn nào thì mặc chất chơi một tí bụi bụi thì mặc mã này rất là đẹp luôn, co giãn, chất xịn luôn, siêu đẹp luôn nha. Chị nào chốt thì comment nhá. Linh Kim ơi, chân váy Linh mặc 55 cân vừa nhá, 55 cân thì mặc size L vừa thoải mái luôn. Đây này. Co giãn, rất là cái rách này là 120, còn cái em mặc là 150. Chọn cả áo mặc với quần đỏ. Áo mặc với quần đỏ chắc là mặc những cái mã crop top. Mặc áo phông crop top. Tí nữa em mặc thử cho mọi người xem. Tí nữa Ly mặc thử luôn. Okay. Em mặc một số mã set, cả set cho mọi người xem. Vàng với một quần ống rộng với chị Ngọc Linh Nguyễn. Quần ống rộng chị Ngọc Linh Nguyễn lấy màu gì?
Đây, chấm bi đen đây. Chị tulip này. Chị hai cái quần ống rộng, một màu đỏ và màu đen dồn đơn. Đỏ, một đen, một đơn. Các mẹ lấy ớt kia đi, ớt được chưa? Chị Kim. Rồi ok, chị Kim Nguyễn lấy size L. Chị đang lấy một đỏ một đen. Vâng. Đây em mặc quần này cho mọi người xem. Phần lơ, phần lơ. Chị nhắn tin qua inbox cho em đi. Quần là 80k một quần nhá, đủ màu luôn nhá mọi người nhá. Đủ màu luôn, cứ 80k một quần. Phần lơ inbox để chỉ lại giúp mình với nhá. Thôi chị chấm lại đi, chị chấm lại cho em. Chấm lại chứ lâu rồi. Chị chấm lại tại vì em mất địa chỉ của chị rồi. Đây nhá, các nhá, xanh này, đen này, đỏ này. Xanh, đen, đỏ, bi nhá mọi người nhá. Quần cứ 80k một quần thôi mọi người nhá. 55, 56 cân quay đầu thoải mái vừa. Chốt cho chị Nguyên Kim chân váy size L rồi ạ. Cho chị cái chân váy rách đó nhé. Chị nha đầu ngốc ơi, cho em xin số điện thoại. Đây chị nha đầu ngốc này. Chân váy này là 120 nhá, hàng Quảng Châu đẹp luôn. 120 size M, tầm khoảng 50-51 cân quay đầu nhá. 50-51 cân quay đầu mặc vừa chân váy này. 45 cân đổ lên đến 50-51 cân. Một quần ống rộng màu đen đủ ok, tốt cho chị nặng mai một quần ống rộng màu đen. Trong ấy có rồi. Chị nha đầu ngốc chân váy bò rách. Quần đũi này đen rồi mày. Cái áo đỏ với đen quần dài. Rồi ok, lấy cả set em đang mặc đúng không? Chị Ngọc Linh Nguyễn. Đây hơi mã dài như đây. Em có dài, bên đây nó bán mà nhầm nên cũng lấy em bị nhầm. Đây chỉ là dài còn là gì? Cái đấy là dài. Đấy, cho chị Ngọc lên mỹ một cái. Nắng mai một cái.
Đấy. Bảo chị ấy đi. Ngọc Huyết Nguyễn ơi, cho mình xin lại số điện thoại nhé. À, 65 nhé. 60, 65 nhé. Xem váy họa trắng bệt vai đằng sau với. Chị hai quần một đỏ một đen, chị không lấy áo. Rồi một đỏ một đen không lấy áo. Ngọc Liên Nguyễn không lấy áo. Rồi ok. Đây mạ bi này các chị này. Áo đẹp lắm. Đây đỏ đây nhá. Đỏ đây này. Đây nha, bi nhiên đang mặc này. Hôm nay đơn của chị gửi đi rồi. Đơn của chị Ngọc Liên Nguyễn em gửi đi rồi nhá. Hôm nay gửi rồi đúng không mẹ? Đen cho chị Nắng Mai. Đây bi này các chị này. Đây nha, bi mặc lên đẹp này mọi người này. Bi mặc lên đẹp nhá, ai lấy bi thì comment nhá. Có bi đỏ với bi đen này. Bi đỏ với bi đen. Ai lấy bi thì comment bi cho em. Ai lấy bi thì comment bi. Không, vì không có cái cổ ấy cho chị mặc mà cái cổ đốn này này cho chị. Mẹ lấy đi nhiều mẫu mẹ tư mà con biết mẫu nào. Cổ đốn này con xếp hết không nhỉ. Đây là cho chị, cái này chị mặc ở trên váy bò thì đẹp mỹ man luôn nha, đầu ngốc ấy này. Đây là chị ơi, còn một cái này. Đây nhá chị nha, đầu ngốc đây. Nếu mà chị mặc chân váy bò này, chị mặc áo đỏ cổ tim có những màu gì? Tulip đen một bi đen này. Chị tulip tulip đen cho em xin số điện thoại. Một đỏ và một đen, chị Hoàng Nguyên một đỏ một đen. Đen chỉ còn cọc này thôi. Chị Đỗ Thanh Hải một bi đen này. Đổi quần đỏ chị lấy bi đen nhé. Rồi ok. Đây nhá. Chị tulip đen ơi cho em lại số điện thoại với. Nó lại trôi comment đi rồi, cho em lại số điện thoại đi. Đây chị nha, đầu ngốc đây. Nếu mà chị mặc chân váy chị mặc cái này đẹp này. Vừa cho rồi mà. Mình lấy cả áo hồng sáng mà. Rồi ok. Lệch vai có, lệch vai tí em dơ cho các chị xem. Nhém nhiều mẫu đẹp mà, nhiều lắm. Chị Hoàng Hiên ơi, hết đen rồi, đen chỉ còn cái mã ngắn thôi. Đen em chỉ còn cái mã ngố này này. Mã nó như đen, mã nó này nó dài bằng chấm bi. Rồi ok, chốt cho chị Đỗ Thanh Hải một bi đen này. Đỗ Thanh Hải một bi đen, chị tulip đen lại chốt chưa? Tulip đen này. Ơ chị hỏi không thấy chả. Không thấy. Ơ chị Kim Nana ơi, hôm nay bây giờ em mới thấy này. 0983 này. 0983. Bây giờ em mới đi mới thấy comment của chị 756 này. 0983 756 801. Chị Đỗ Thanh Hải chưa mẹ? Chị Ngọc Liên Nguyễn đổi sang bi đen. Ngọc Liên Nguyễn đổi đỏ sang bi đen. Một quần đen mã ngắn ý. Chị Đặng Diệu Ly. Chị Đặng Diệu Ly cho em số điện thoại. Vậy chuyển xanh đỏ cho chị, xanh đỏ cho chị. Xanh
xanh này đẹp đấy, xanh này đẹp này. Đây chị ơi, xanh này nhá. Xanh này đẹp. Xanh đỏ này nhá. Có quần bò ngố thêu. Quần bò ngố thêu hoa có luôn, có luôn. Mã gì thì em cũng có. Đưa đơn chị Ngọc Linh Nguyễn này, con ghi số điện thoại. Đấy. Đấy, bi đen với đen. 0988 này. Mình đoán 8331 331 643. Rồi chốt cho chị Hoàng Hiên rồi, Đặng Diệu Ly. Đặng Diệu Ly. Chị Đặng Diệu Ly cho em số điện thoại. Màu rêu vừa hết rồi nhá. Màu rêu em hết rồi. Em còn đỏ này. Bi đen, bi đỏ này. Còn là cam nữa đúng không? Có quần Becky có, chị Nana ơi. Becky có. Có cả kẻ nữa. Đâu rêu đâu. Một quần bi đen, ống rộng mã ngắn. Rồi, mày vứt cho con bi đen ra đấy. Tập bi đen. Tập túi rồi. Bao nhiêu? 80k một quần bi đen nhá mọi người nhá. 80k một quần bi đen. Đặng Diệu Ly này. Chị nào lấy bi đen thì comment cho em nhá. Quần thêu hoa bò thì chỉ có màu bò thôi chị ơi. 01659. Các chị đơn có một sản phẩm cố gắng chọn thêm giúp em nhá. 59171 71 723. Bi đen cho chị Đặng Diệu Ly này. Cho xem mấy cái đi mai gửi luôn. Lệch vai đây chị này. Đây mã lệch vai đây, có cả vàng với đỏ nhá. Chị Nha đồng ngốc bao nhiêu cân? Hai Becky đi. Đây lệch vai đây. Lệch vai em có cả vàng, cả đỏ, có cả kim sa nữa. Lệch vai có vàng, đỏ với lại là kim sa nhá. Lệch vai. Đế bệt vai. Đây vàng này. Có kim sa này, cái kim sa này đẹp này. Đây em có cái vàng kim sa này đẹp này. Đây nhá chị nha đầu ngốc đây nhá. Kim sa này có đỏ với vàng này. Đấy nếu mà lấy một cái mã nào thì comment cho em. Mã ngắn là 70k nhá. 48 cân, 48 cân thì đẹp. Đây có cái kim sa này đẹp này. Có chị nào lấy quần nha, em đang mặc nữa không nào. Giờ lên thử xem mắc lên được mà. Đây chị này có cái mã thái này này. Có cái mã thái đẹp này. Chị Đặng Diệu Ly ơi, áo vàng kim sa này là 65 nhá. Vàng kim sa này là 65. Mã Becky, chị Kim Nana Becky bao nhiêu cân? Bao nhiêu cân để em lấy? Đây, mã kim sa này là 65k. Kim sa có đỏ. Còn cái mã trơn này thì là 50k. Đây, hoặc là chị ấy mặc, có thể mặc áo này. Mã đây, trơn 50k. Mặc váy có thể mặc áo bệt vai này cũng rất là xinh. Có màu đỏ, màu đen. Nhiều mẫu lắm. Cho một cái áo vàng kim sa. Rồi ok, bỏ vào đơn. Chị Đặng Diệu Ly cho cái vàng kim sa. Size S thì em còn.
đẹp lắm, cái vàng kim sa này quá đẹp luôn, chất xịn. Loại kẻ lệch vai còn một cái không biết ở đâu rồi. Bây giờ con không biết đâu mà tìm. Bò theo hoa đi, đồ ok. Đây nhá, đây không có cái lệch vai màu đỏ này. Có cái lệch vai màu đỏ cũng được. Đen, vàng kim sa cho chị Nắng Mai nhá. Nhanh kiểu hai nhóc dậy. Đấy tại vì nhà em nhiều mẫu quá. Quá nhiều mẫu. Mẹ xem, mẹ có thấy cái vàng kim sa không? Để em xem còn vàng kim sa nữa không. Còn nhưng mà bây giờ không biết là ở đâu. Nhiều mẫu quá. Đây, em có cái mã áo đá này, đẹp này. Đây, cái này các chị mặc cái váy cũng đẹp. Ây, cái mã vàng kim sa còn nhiều mà. Chốt cho chị Nắng Mai. Đây nhá, chị nào lấy trắng nghe đâu mà thì comment trắng này. Chị Nắng Mai ơi, hiện tại là không thấy vàng, chỉ có thấy đỏ thôi. Chỉ có thấy đỏ kim sa thôi. Đấy, đỏ có được không chị? Đây, kim sa này em không thấy vàng này, hiện tại thấy mỗi đỏ thôi này. Hết vàng rồi hay sao ấy? Bây giờ nó nằm ở đâu ấy, có đỏ ấy, chị có lấy đỏ được không? Chị Nắng Mai ơi, đỏ được không này? Đỏ đẹp. Đỏ cũng cực kỳ đẹp luôn. Đỏ đẹp nhá. Vừa nãy ai? Ai chốt? Bỏ hết rồi. Em đang tìm Becky. Đây, em mặc cái đỏ này cho mọi người xem này. Kim sa này có cả vàng nhưng mà hiện tại là không thấy vàng ở đâu. Em mặc đỏ cho mọi người xem nhá. Nếu mà ai lấy đỏ thì comment đỏ cho em. Becky size S đây nhá mọi người nhá. Từ 45, 46 cân đổ lại mặc nhá. Từ 40 đến 45, 46 cân nhá. Chị Lan Hương cho chị một chân váy bò. Không xẻ. Bò. Không xẻ. Không xẻ. Không xẻ. Nên còn size L. Cho chị Lan Hương một cái size S. L. Không xẻ có size L luôn. Để em kiểm tra. Cái mã đấy đã bán cái nào đâu. Mã này bán hết từ chuyến trước rồi. Đấy, đây là xẻ. Không, cái mã này là lần trước mà chị ấy lấy này. Chị Lan Hương inbox nhá, để tôi nhớ nhá. Đây nhá, quần Becky nhá, thì còn màu đen. Size S nhá, rất là đẹp luôn. Cái áo cổ tim một đỏ và một đen nhé. Áo cổ tim chỉ có đỏ thôi chị ạ. Đỏ với nâu. Rêu. Đỏ nâu rêu chị ạ. Đỏ nâu rêu cam. Chị chốt đỏ với rêu đi đẹp. Chị chốt đỏ với rêu đi. Chị Kim Lan Lan lấy này. À chị đây này. Đây quần Becky S đây chị ơi. Cái mã này có đỏ rêu với lại là màu cam chị ơi. Đỏ rêu cam với nâu. Chất đẹp lắm, hàng này quá không đẹp. Không có đen chị Lơ ơi. Chất quá đẹp luôn. Tớ đỏ nhé. Chị Hải Nguyệt lấy đỏ, đỏ kim sa thì comment là đỏ kim sa ấy chị Hải Nguyệt nhá. Lệch vai hay là đỏ của tim. À chú Hoa Dung Rồng, chú Hoa Dung Rồng.
Hoa thông rồng đây. Muốn mua hai cái quần Becky. À chị hoa thông rồng. Ly cứ nhắc chị suốt là sao không thấy chị đâu. Sau đấy chị sinh qua, em bé qua, chưa? Hôm qua thấy rồi. Chị, ơi, chị sinh em bé được 1 tháng rồi. À chị sinh em bé được 1 tháng rồi à. Chúc mừng chị nhá, cả gia đình nhá. Cái này là vải ạ. Rồi ok, chốt kim sang cho chị Hải Nguyệt này. Đây là nó chất chất vải đẹp lắm. Chất này đẹp lắm. Không biết gọi là chất gì nhưng cái chất này nó chuyên để may quần Becky, quần quần công sở ấy, mềm đẹp. Này là ly lên rất là đẹp luôn. Chị Hải Nguyệt cho số điện thoại đấy gì? Số 039 đúng không? Có số rồi hả? Chị nha đầu ngốc. Còn nhiều mẫu lắm em ơi, còn nhiều mẫu lắm nha đầu ngốc ạ. Quá nhiều chị Hải Nguyệt ở 039 ấy. Có số rồi. Đỏ chị Nắng Mai lấy đỏ kim sa. Rêu và đỏ cũng được, rồi ok, chốt tiền luôn rêu với đỏ này. Đây. Size S mình có thêm một mã này nữa. Có hai mã Becky nhá. Cho em hai cái quần Becky size S. À chị Kim Kim Nana có đơn chưa nhỉ? Chị Kim Nana chị hoa sông rồng thôi. Hai quần Becky size S chị có màu đen này, em có lấy không? Chị chọn luôn hai cái, hai mã khác nhau một chút đây này. Đây có mã này rất là đẹp luôn đây. Đây em có ok thì chị chốt nhé. Quần Becky bao nhiêu? Quần Becky là 120.000 nhá. 120k. Chốt cho chị Nắng Mai đỏ kim sa rồi nhá. Kim là hai mẹ con lâu lắm bán đất không? Cũng tạm tạm mà. Đấy. Đây. Sinh em bé rồi. Chị bảo là cho hai cái mẹ cầm. Cho hai cái quần size S. Tặng cho em hai cái chị cầm rồi ok. Con chốt cho chị đi. Em lấy rồi ok em nhá. Màu cổ tim với, cho em xem mấy màu cổ tim với. Rồi ok, cho các chị xem mấy màu cổ tim. Chị Kim Nana ơi, cho em lại số điện thoại với. Cho em xin lại số điện thoại. Mai em gửi luôn. Chị cho em lại số điện thoại địa chỉ để mai em gửi luôn. Đây cổ tim này các chị này. Cổ tim đấy nhá, quá đẹp luôn. Em bán là 65k. 65k một áo. Bắt đầu rồi. Đấy, ném luôn đấy đây chân con đây này. Đâu rồi? Đấy đủ màu. Đây đây đây. Con thì còn một cái nâu nữa. Phục mình một áo cổ tim đỏ nữa nhé. Rồi ok, Đặng Diệu Ly một cổ tim đỏ nữa này. Áo này 65k quá đẹp luôn. Quá rẻ, quá rẻ luôn, còn đỏ nâu và cam. Các bạn nhìn cái áo là biết đó là hàng đẹp rồi, nét như thế cơ mà. Mặc 65k nhá mọi người nhá. Các chị kể cả 60 cân vẫn vừa, từ 40 cân đến 60 cân vẫn vừa luôn. Áo này mặc không bao giờ bị lộ dáng đâu, đẹp. Eo ơi, xuống cực kỳ luôn. Riêng cái hàng kim. Còn cả cam nhé mọi người nhá. Cả kim sa này đẹp lắm. Chị cứ cho em lại đi. Nếu mà vẫn địa chỉ cũ thì để em tìm lại. Còn cứ cho em số điện thoại. Hoặc là sau like chị inbox cho em cũng được mà. Sau like chị inbox số điện thoại với địa chỉ cho em lại cũng được. Cho em quần Becky Nắng Mai. Lấy quần Becky chị Nắng Mai. Chị Nắng Mai bao nhiêu cân? Đây nhá, em mà. Còn đỏ cam và nâu này. Đỏ cam nâu nhá các chị nhá. Đỏ cam nâu quá đẹp Nắng luôn. Nắng Mai bao nhiêu cân để mình chọn quà size quần. Có thêm qua thì em Kim Nana. Rồi ok. Kim Nana có địa chỉ rồi. Rồi ok chị, vẫn địa chỉ cũ đúng không? Mai em gửi luôn. Đây nhá. Đây này các chị này,
Có màu cam, màu nâu với lại màu đỏ. Mã này là 65k nhá, kim sa 65k nhá. Chị nào lấy thì comment cho em. Từ 40 cân đến 60 cân vừa thoải mái luôn. Nắng mai bao nhiêu cân để mình chọn quần baggy nhá. Chị 50 cân. 50 cân. 50 cân cao 1 mét bao nhiêu hả chị? Lan em một cổ tim đỏ nhé. Ngọc Lan một cổ tim đỏ. Ước cổ tim đỏ chị tặng Ngọc Lan. Đơn chị Lan vẫn đây mà chị. Hết đỏ rồi. Chị ơi còn em còn cam với lại nâu thôi. Chị Hương ơi. Chị Hương Nguyễn ơi. Hết đỏ. Tôi sai chắc con chốt rồi. Thế khi nào bán đồ đông? Chắc là hết hết cái chuyến này là chuyển qua len với mông tơ ghi rồi chị ạ. Chuẩn bị, chị chuẩn bị ủng hộ em nhé. Em sắp chuyển qua mông tư ghi len rồi. Đây nâu này các chị này, nâu với cam nhá. Màu nào cũng đẹp luôn. Toàn hàng bao đẹp luôn này. Toàn hàng đẹp thôi. Sắp chuyển qua rồi, chắc tầm khoảng 2 tuần nữa là bán sang đồ len mông tư ghi rồi chị ạ. Em đang sell lô này để em chuyển qua lô len mà. Lô len với lô áo dạ, áo kiểu váy viếc xếp. Sắp về rồi nhưng mà hiện tại là nó chưa, nó chưa lạnh lắm ấy nên em chưa bán. Đây nhá, em còn cam với nâu này. Cam với nâu có chị nào lấy nốt mã kim sa này không để em chốt này. Hết đỏ rồi nhá. Từ 40 cân đến 60 cân vừa đẹp. Hết đỏ chị Hương ạ. Đây mặc váy giả quần luôn cho các chị xem. Váy giả quần thì chỉ còn cái mã này thôi này. Mã này rất là thích luôn, mặc thích lắm. Còn cam này cũng đẹp mà. Ai chốt cam này cũng đẹp. Váy giả quần chị Lan Trần. Hết đỏ mất rồi. Váy giả quần tính nào còn mấy đi. Đây không? Tôi chị Lan Hương, các chị xem lại chân váy dài đi, em buồn ngủ lắm rồi chị Lan Hương. Đợi một lát nha, ly mặt chân váy nhé. Chị bảo chị Lan Hương xẻ thì hết S rồi. À không, xẻ hết S rồi. Lan Hương ơi, để mai chị tìm xem còn size S không xẻ không nhá. Không phải tìm, không xẻ hết S rồi. Không thì em đợi mà để đơn tới đây chị lấy hàng về rồi gửi cho. Chỉ có xẻ thôi. Chị Lan Hương ơi, cái mà rồi ok cho chị Hương Nguyễn cam. Chị Hương Nguyễn có đơn chưa nhỉ? Có rồi. Chị Lan Hương ơi, cái mà không xẻ em hết ép rồi, tại vì cái không xẻ này là từ hàng từ chuyến trước rồi. Nên là em còn lẻ sai ấy. Đây nhá, nhá quần giả váy này, bò giả váy này nhá. Hai trên 200k sale là còn 140 nhá mọi người nhá. 140 này. Siêu đẹp luôn, đủ size S, ML nhá. Co giãn dễ chịu, mặc nhưng không mặc luôn, thể xuống cực kỳ luôn các chị nhá. Xuống cực kỳ luôn. Chị Hương lấy cái mã này này, xẻ một tí thôi nhưng mà đẹp mà, nó chỉ xẻ một tí thôi. Hương mặc mã đấy đẹp mà, người nhỏ chẳng mặc. Không thì để chuyến sau em lấy cho cái mã không xẻ. Chị là một cam ạ. Chị Hương Nguyễn mẹ chốt chưa? Chị Hương Nguyễn một cam. Rồi chốt rồi. Đơn cuối cả triệu máy mua bên em mà bầu bí chưa. Khui bì luôn. Bị nói người nhà giặt hộ để mua. Lạnh mặc. Đấy. Mua nhiều quá con chưa mặc đến với là bầu bí nha chị nhỉ. Phải chuẩn bị mua
lại chuẩn bị sang ấy rồi. Đây váy giả quần đây chị Lan Trần đây nhá, váy giả quần đây, em còn em chỉ còn mã này thôi. Mà chú không biết là để đâu rồi. Đây nhá, quá đẹp luôn này, chị Lan Trần lấy đi comment cho em nhá. Cái mã này em còn đủ size. Mã này còn đủ size này. Váy em chỉ còn kiểu này thôi. Chỉ còn kiểu này thôi, có hai màu, màu sáng với lại màu tối này. Màu lửng thiêu hoa. Đây chị ơi, em có hai màu này, màu em mặc là màu sáng với lại màu tối này, chị Lan Trần này. Bên trong có quần nhá, hàng đẹp luôn. Chân váy này là 140 nhá, hàng hơn 200 sale còn 140, đủ size S, M, L luôn. Đẹp lắm đây chị Vũ Dung Quân này, đẹp cực kỳ luôn ấy. Anh chị bảo chị Hương mà sáng này. À chị Lan Hương ấy, hay là chuyển sang cái mã này này, mã này đẹp này. Màu tối này. Đây nhá, có chị nào chốt mã này không nào, để em chuyển nào. Không còn cái mã không xẻ đâu mẹ ạ. Không phải tìm, tại vì con nhớ mà. Váy sau lưng em đây, chị muốn xem váy nào để em like. Sau lưng em có vô số váy hoa, đầm hoa. Có chị nào lấy chân váy, giả váy này không để em chuyển mẫu nào. Quá đẹp luôn nhá. Áo như em đang mặc nhá, vẫn còn màu cam với màu nâu nhá. 65k một áo thôi. Không ngắn đâu, thoải mái mà. Đằng sau là quần. Chị Hương thấp mặc mã này không ngắn đâu. Đằng sau là quần chị ạ. Đây này, đằng sau là quần như này này. Quần giả váy mà. Chân váy xẻ thì em còn đủ size. Chân váy xẻ thì em còn đủ size. Chỉ có cái mã không xẻ thì hết rồi thôi chị ạ. Đây đỏ đây. Cái đỏ này đẹp cực kỳ luôn. Này em có đỏ với vàng. Mặc lên đẹp lắm luôn ý ạ. Chị mặc luôn. Cô Quỳnh ngủ rồi. Cô Quỳnh nói cô Quỳnh trông rất. Đây cô Quỳnh thì qua nhà và thử. Cô Quỳnh thì qua nhà thử. Đợi Ly thử làm gì. Thật cô ở gần qua nhà thử. Cô Quỳnh đẹp mà cái gì chả đẹp. Cô không nhắc là cháu lại quên đén luôn á. Cái ăn này chưa ấy chứ, là quay đẹp cực kỳ luôn. Lan Hương cho chị một chân váy xẻ vậy. Chị lấy chị chân váy màu nhạt 42kg, Lan Trần có đơn chị nào? 42 cân. Đây nhá, em cho cho chị màu nhạt này nhá. Đây, giả váy này đúng không chị Lan Trần? Giả váy nhạt nhá. Giả váy nhạt 42 cân mặc S nhá. Giả váy nhạt 42 cân chốt S cho chị Lan Trần. Chị Lan Trần có đơn rồi đúng không? Đây cô này váy vàng đây này. Đảm bảo đẹp luôn, đảm bảo lên dáng đẹp lắm này. Đằng sau đẹp cực kỳ luôn ạ. Màu vàng với đỏ. Chị Kim Anna đang hỏi thăm Ly này. Có vàng với đỏ này này. Đấy. Đẹp cực kỳ luôn còn. Em mổ tuyến giáp với chị, em bị tuyến, em mổ tuyến giáp. Hai cái quần baggy chị 55 cân. Chị Trần Lơ. Hai quần baggy 55 cân chị. Mấy màu nó chẳng biết chị thấy. Quần baggy 55 cân. Đây nhá, nếu mà ai lấy váy này thì comment cho em.
Chốt. Rồi ok. Chị Lan Trần có đơn chưa nhỉ? Nếu mà chưa có đơn cho em xin lại số điện thoại với chị Lan Trần ơi. Chị Lan Trần cho em xin lại số điện thoại đi. Trần ơi, quần Becky đây. Lại thấy váy vàng rồi, chị Hiền lại thích váy vàng. Váy vàng ấy là hàng thiết kế. Bảo chị Hiền nhau ấy đẹp lắm ý. Hàng đấy thì đẹp lắm, đẹp hơn hàng hôm trước. Hiền lấy nhiều chất nó xịn lắm. Bao nhiêu váy đó? Váy đó là 190k. Đó là hàng thiết kế. Đây nhá, Trần ơi, quần 55 cân đây, mình có màu cam này. Thử cái váy hoa đỏ trắng đi. Chị Lan Hương. Lan Hương váy hoa đỏ trắng, chị Lan Hương nhỏ lắm, cháu cũng không mặc được váy đấy, sợ hơi rộng ấy. Chị Hương là 41 cân, mặc hơi rộng. Váy em mặc 42 cân vừa không? Không vừa. Cái này 42 cân thì rộng. Đâu nhá? Bút ok. Cô mặc hơi dài rồi. Không, váy này dáng dài mà. Váy này dáng hơi dài. Đây nhá Trần Lơ ơi, mình có quần này này. Màu vàng bò Becky có S không? Màu vàng bò Becky. Cái này hết S rồi. Cái này chỉ còn cái size to thôi. Size này cho các bạn từ 52 đến 55 cân. 55-56 cân. Em cũng, em nói chung là nó chưa liền hẳn đâu chị ạ. Nhưng mà em cũng đỡ nhiều rồi. Em cũng đỡ nhiều rồi chị ạ. Rồi ok, chị Trần Lơ lấy màu này ạ. Quần chị Lan Trần này. Quần này thì đẹp lắm luôn này nha các bạn này. Nhìn đường may của nó bên trong 120.000. Trần Lơ lấy một cái màu này rồi nha. Để dơ tiếp màu nữa thêm thì ok không? 0931 này. 0931 638. Tiếp một cái màu đen. Màu đen là còn một cái đen. 967. 967. 0931 638 967. Rồi ok chị Lan Trần nhá. Trần váy đâu 140. Đẹp bao đẹp luôn. Đây bao đẹp luôn này. Cái vàng này đẹp lắm nhá chị Hiên ơi. Sáng mai chị khổ chưa gọi. Đấy chị ơi, em sạc điện thoại ý là không để ý ấy, tại vì sáng gọi chốt đơn cho mọi người điện thoại hết pin. Thế là em mới sạc điện thoại. Tại vì em cứ nghĩ là chị chuyển khoản, em nghĩ là chị bắn qua điện thoại cơ nên là em không gửi chi nhánh cho chị. Cái chi nhánh đấy nó bị sai. Chi nhánh Hàm Yên đấy chị nhá, chi nhánh Hàm Yên Tuyên Quang. Và em mặc có màu vàng với màu đỏ đẹp cực kỳ luôn, hàng Lai Âu nhá. Hàng Lai Âu luôn. Hàng này nghĩa là hàng nhái của Âu ấy, dạng như thế nhưng mà đẹp lắm. Đẹp cực kỳ. Có màu vàng với màu đỏ size ML nhá mọi người nhá. Em đang mặc là size M đây. Size M các chị tầm khoảng 55 cân quay đầu, còn size L các chị 56 57 cân vẫn vừa nhá. Đẹp cực kỳ luôn, màu đỏ mặc lên cũng đẹp. Đây dáng của nó đẹp lắm. Từ 50 cân đổ lên là mặc đẹp rồi. Đấy, có màu vàng với màu đỏ. Chị nào lấy đi comment 195k nhá. Đang sale là 195k. 195k này. Chị nào lấy comment màu kèm số điện thoại. Màu đỏ thì em còn size L, màu vàng thì còn size M. Tay bèo nhá. Đẹp cực kỳ luôn đấy ạ. Váy khóa chị ơi, nó có khóa đằng sau này. Khóa đằng sau nhá. Khóa. 190k. Rồi, thế em chốt cho chị Hiên cái size M màu vàng này nhá. Chị Hiên mà size M màu vàng đẹp này. Đẹp quá luôn ấy chị ạ, đẹp hơn những cái mã hôm nọ chị lấy nhiều luôn, em đảm bảo đẹp luôn. Chị Hiên lấy, mẹ kéo khóa xuống cho con, em chỉ tính 190 nhá. Em còn một chiếc màu đỏ, em còn hai chiếc em lấy các chị 190 hết này. Tính hết các chị 190. Ấy chị Trần Lơ ơi, còn một cái đen Becky này nhá. Trần Lơ còn ở đây không nhỉ? Trần Ly Ly váy cực hay. Váy khóa ở đằng sau có khóa giọt lệ. Ngân hàng họ thắc mắc chi nhánh Thái Hòa ở Nghệ An nhưng mà mã tài khoản ở Hàm Yên. Thế là Agribank chi nhánh Hàm Yên đúng không? Hay Agribank chi nhánh Hàm Yên chị ơi. Agribank chi nhánh Hàm Yên ạ. Đây cái này cho chị Trần Lơ thôi ạ. Đấy cái túi á. Đây cái túi không à, đàn trắng. Đây em chốt vàng cho chị Hiên này. Đấy, không đấy là em ghi nhầm. Nghĩa là ở Thái Hòa thì chỉ là xã thôi.
nghĩa là nó đặt ở xã ấy. Chị Hiên vàng này. Còn đỏ này mặc màu đỏ quá rực rỡ luôn, chị nào lấy đỏ không này? Chị Hiên cứ xem lại thích phải mua. Hàng đẹp giá rẻ các bạn cứ mua nhiều. Đây nhá, đỏ để em mặc rộng này. Đỏ em mặc rộng. Đỏ này các chị tổng khoảng từ khoảng 52 cân trở lên. Đỏ nhá. Rồi ok, cảm ơn chị My Anh ạ. Sorry tình yêu nhá. Chẳng dám xem nữa vì lại xem thấy thích. Đây đỏ này, đỏ quá đẹp này các chị này. Đây, em còn một chiếc đỏ thôi, hàng đẹp nhá. Hàng đẹp. Hôm nay các chị mua trên line em chỉ chốt với giá 190k cho các chị thôi. Các chị mua ở shop lúc nào cũng phải 300 nhá. Váy này các chị mua ở shop phải 300 luôn, em đảm bảo luôn, hàng đẹp. Hàng này là hàng đẹp này. Nó có nhiều loại lắm. Nó có một số loại thì chỉ có 90.000 thôi. Chỉ có 90-100 thôi. Đấy. Cái loại này là chất lụa đẹp, các chị nhận được hàng thì các chị yên tâm về chất luôn. Mọi người mua hàng thì em quên rồi, mọi người biết đấy. Đây nha, chị nào lấy đỏ thì comment nốt đỏ này, size L từ tầm khoảng 53 cân trở lên đến khoảng 56 cân nhá. 53 đến 56, 57 cân này. Chị nào lấy đỏ thì comment đỏ cho em. Chào bác Đỗ Vĩnh nhá. Bác Đỗ Vĩnh vẫn thức xem like của cháu Ly à. Chào bác ạ. Ôi 11 giờ hơn rồi. Các bạn mua đồ chip thì có thể xem lại like. Mua kèm đơn mình like chiều nay ấy. Đồ chip rất là đẹp luôn. Chiều nay định like thêm các mã đồ chip cho các chị mà tự đang like thì điện thoại hết pin sập nguồn. Em like nốt mã này xin phép mọi người là nghỉ nhá. Ngày mai em sẽ gọi điện chốt đơn, các chị có đơn rồi thì chú ý điện thoại giúp em nhá. Trưa mai em sẽ like tiếp này. Em còn một màu đỏ nữa chị Trần Lily ạ. Chị chốt luôn, quất luôn con đỏ này đi, đẹp cực kỳ. Màu đỏ này mặc nhìn xinh lắm. Đỏ này ở trong, ở ngoài nó không đỏ tươi. Ở ngoài nhìn nó không đỏ tươi như vậy đâu. Ở ngoài nhìn màu nó đỏ nó cũng dịu thôi. Đấy, chị lấy đỏ luôn đi. Lấy đỏ luôn, nếu mà không thì là em nghỉ đây. Muộn rồi, xin phép các chị là nghỉ. Chị Ly có lấy nữa không nào? Chị Ly có lấy nốt con đỏ này không nào? Nếu mà không lấy thì để em nghỉ nhá. Đẹp cực kỳ luôn. Đây. Con đỏ này các chị tầm khoảng từ 53 cân đổ lên, 52, 53 cân đổ lên thì vừa. Kể cả các chị muốn mặc rộng ấy thì 50 cân như em. Như em là 50 cân mặc hơi rộng này. Như em 50 cân mặc hơi rộng nhá. Chào các chị đi. Em xin phép nha mọi người nha. Xin chào tất cả mọi người. Chúc các chị ngủ ngon ạ. Cảm ơn các chị đã xem live ủng hộ em nha.